Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình cửa sổ tình yêu ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại được gọi đến từ Đắk Lắk. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Đắk Lắk ạ. Bạn có thể cho chúng tôi biết rằng bạn có câu hỏi gì muốn gửi đến các chuyên gia của cửa sổ tình yêu ạ? Dạ, tình huống của em cũng hơi dài nên là cho phép em được mấy phút để em kể lại được không ạ? Bạn có thể kể một cách tóm tắt được. Dạ, em năm nay 25 tuổi, em với anh đó là chưa học sinh hồi cấp 2. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì cả hai đều không liên lạc với nhau nữa. Chỉ có đến vừa rồi Tết năm vừa rồi thì tình cờ em nhận được một cuộc điện thoại của anh ấy và hai chúng em liên lạc lại với nhau. Sau mấy ngày Tết đi chơi và liên lạc qua điện thoại thì anh ấy có ngỏ lời yêu em. Nhưng mà em nói là em cần phải có thời gian suy nghĩ mới trả lời được. Nhưng mà anh ấy lại nói là do anh ấy làm công an ở tỉnh khác nên anh ấy không có nhiều thời gian nghỉ Tết nhiều. Anh ấy muốn nghe câu trả lời trực tiếp của em. Còn em thì em lại nói là em muốn suy nghĩ sau đó khi nào anh ấy về nghỉ thứ bảy chủ nhật em trả lời hoặc có thể trả lời qua điện thoại. Nhưng anh ấy không muốn thế, anh ấy muốn nghe trực tiếp. Hơn nữa, qua quá trình trò chuyện thì em thấy anh ấy đưa ra những lý do và những câu hỏi cũng có vẻ chân thành và em đã nhận lời. Chúng em nhận lời được mấy ngày thì anh ấy có xin phép bố mẹ em là để tìm hiểu em, cũng như anh ấy cũng đã dẫn em qua nhà để giới thiệu với gia đình. Thì sau khi dẫn sang nhà chơi thì em thấy là gia đình anh ấy rất là quý mến em, cũng coi em như người nhà vậy đó. Sau hết mấy ngày phép thì anh ấy quay lại đơn vị, còn em thì em công tác ở tỉnh nhà, lần thứ 8. Thì em liên lạc qua điện thoại thường xuyên, nói chung là tình cảm vẫn đang tốt đẹp. Chỉ có điều là sau một thời gian thì anh ấy đề cập đến vấn đề cưới hỏi. Anh ấy có nói với em là anh ấy muốn tháng 6 ra làm lễ hỏi, còn cưới thì để thời gian năm sau vì bây giờ anh ấy vừa học vừa làm. Sau khi em nhận lời được một thời gian thì em mới phát hiện ra là anh ấy nói dối rất là nhiều cái. Vấn đề bây giờ là thế này, bạn phát hiện ra anh đó giả dối sau tất cả những cái gì mà anh ấy nói những lời ngọt ngào đối với bạn đúng không ạ? Cách đây 2 tuần anh ấy về thăm nhà thì em cũng sang nhà anh ấy chơi. Thì em đã thấy một cô gái ở nhà anh ấy. Cô này ấy là anh ấy nói theo anh ấy giới thiệu thì là người thương anh ấy. Nhưng mà đã nhận bố mẹ anh ấy làm bố mẹ nuôi. Anh ấy không có tình cảm và anh ấy coi như em gái. Em đã nói lời chia tay nhưng mà anh ấy níu kéo, anh ấy năn nỉ, anh ấy nói toàn là những lời đau lòng lắm. Anh ấy nói em tàn nhẫn rồi, em không tin tưởng vào tình yêu của anh ấy. Nhưng mà em vẫn còn tình cảm với anh ấy, nhưng em không thể nào chấp nhận được cái thái độ của anh ấy đối với cô gái kia. Nhưng bây giờ em muốn hỏi với anh chị xem là em nên làm thế nào. Vâng, sau đây thì bạn sẽ cùng nghe sự tư vấn của anh Đinh Đoàn. Xin mời anh. Xin chào. Có lẽ chuyện thì rất dài nhưng mà xin nói tóm tắt mấy ý. Cái việc đầu tiên thì mình nghĩ rằng là mình và anh đã từng là người quen này, đôi bên gia đình đã biết nhau này. Anh ấy dẫn mình về đôi bên gia đình, rồi gia đình người ta tỏ ra rất là quý mến mình. Tất cả những điều đó khiến cho cái mối quan hệ giữa bạn và anh ấy nó có vẻ tin cậy hơn, đúng không? Dạ. Mình cứ giả sử như anh là cái người mà chỉ định lừa gạt mình này, rồi gọi là yêu chơi bời vớ vẩn, thì chắc chắn anh ấy không lựa chọn một người bạn học cũ, cũng không dẫn vội về gia đình để ra mắt bố mẹ đôi bên. Cũng không việc gì mà phải ép rằng tháng 6 giữa trời nóng nực thế này phải ăn hỏi, có đúng không? Dạ. Đấy, cứ nghĩ được như thế thì mình vững tâm hơn trong cái mối quan hệ của mình với anh ấy. Thế còn thì anh ấy chắc chắn là một người đào hoa, hào hoa, có nhiều loại hoa, đúng không? Cho nên có thể là rất nhiều người quý mến, ăn nói thì giỏi giang này, công tác thì tốt này, chắc là người lại còn xinh xinh đẹp đẹp nữa chẳng hạn. Thì có thể có nhiều người quý mến và có thể anh ấy lợi dụng các cái thế mạnh của mình ấy để có thể là mở rộng các mối quan hệ của mình với nhiều đối tượng khác. Đấy là quyền của anh ấy. Tuy nhiên bây giờ mình đã là người yêu, mình có quyền gò anh ấy, đòi hỏi anh ấy điều chỉnh lại cuộc sống của anh ấy. Nếu như trước đây anh có thể là anh cùng một lúc anh ấy 3-4 cô gì đấy thì là quyền thật, đúng không? Nhưng bây giờ thì dù sao chăng nữa mình cũng có một cái quyền nhất định. Quyền này tất nhiên là quyền tự cho thôi chứ cũng không có ở trong luật nào, đúng không? Rằng là đã là người yêu thì phải yêu cầu tôn trọng, là phải như thế nọ thế kia. Ví dụ sau cái vụ mà mình bắt gặp anh ấy với cái cô em nào đó lại về nhà ngủ nhé, mình hoàn toàn có thể bày tỏ sự nghi ngờ, đồng thời là cũng yêu cầu anh là phải như thế này thế khác trước mặt em. Em không muốn rằng là lại như thế này thế nọ thế kia, đúng không? Gần như là kiểu có những cái điều khoản hợp đồng miệng với nhau để anh ấy cũng phải biết rằng là không phải là cái gì cũng cứ thích là làm được nữa. Bây giờ đã có người yêu rồi thì phải tôn trọng cô như thế nào và giữ gìn trong mối quan hệ ra làm sao, đúng không?
Thế còn thì thời gian tìm hiểu nhau mới còn rất là ngắn, thế và phía trước cũng còn rất là nhiều thời gian, không ai bắt buộc mình cứ phải tiếp tục hay là chia tay lúc này, đúng không? Khi mà mọi sự chưa rõ ràng, cứ tìm hiểu kỹ đi đã, tìm hiểu thêm nhiều nữa, nhưng hãy lưu ý rằng là nếu như anh ấy định có lừa gạt, chắc chắn không lựa chọn đối tượng là một người thân quen như mình, đúng không? Nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn và hy vọng rằng thì bạn sẽ sớm đưa ra cho mình được một cái quyết định thật là phù hợp và từ đó bạn sẽ có những điều tốt đẹp nhất trong tình yêu của mình. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Đó là cuộc điện thoại được gọi đến từ Bắc Giang. Alo, xin chào bạn trẻ của đến từ Bắc Giang ạ. Alo, chào anh ạ. Vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết câu hỏi của bạn đó là gì ạ? Câu hỏi của em về sức khỏe sinh sản, lại cho em gặp bác sĩ được không ạ? Vâng, sau đây thì là bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẵn sàng giúp đỡ bạn, xin mời chị. Ừ, chị nghe em nói đây. Vợ chồng cháu trước khi lấy nhau cháu bị sùi màu gà. Xong cháu chữa khỏi thì cháu sinh con, thế sinh con năm nay được 2 năm rồi. Thế từ khi sinh con xong là nhà cháu nó bị viêm cổ tử cung và viêm âm đạo. Ừ. Cháu có đi phụ sản trung ương rồi thì da liễu của tỉnh chữa thì bác sĩ ở phụ sản trung ương bảo nó khỏi rồi, thế nhưng về nhà cháu nó vẫn cứ ngứa ở trong cái môi nhỏ bên trong âm đạo ấy. Ừ. Mà nó cũng có cái mụn thịt nhỏ nhỏ lên. Rồi. Mà đồng thời ở da tinh hoàn của cháu ấy nó rất là ngứa mà là có cái mụn con tấm tấm ấy. Thì cháu mong muốn là các cô, các chú, các anh ở trong cửa sổ tình yêu là tư vấn và giúp đỡ cháu và cho cháu cái hướng để điều trị. Trước kia bạn bị sùi màu gà trước khi bạn kết hôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ, thế lúc đó thì bạn điều trị ở đâu? Điều trị ở bác sĩ trưởng khoa da liễu của tỉnh Bắc Giang điều trị cho cháu ạ. À thế hả? À. Cái đợt đấy là tự nhiên bạn bị hay là bạn có một cái quan hệ nó không... Đấy, cháu có một cái quan hệ trước cái hôn nhân đấy. Ừ, nhưng mà bạn quan hệ với người khác đối tượng có nguy cơ cao chứ không phải là vợ của mình đúng không? Cháu nghĩ là cô đấy cũng có nguy cơ đấy. Thế hả? Ừ. Nhưng mà cháu nói với cô như này này. Cháu trước khi đi tiến tới hôn nhân mà cháu có đi kiểm tra sức khỏe. Ừ. Cũng như là lậu này, răng mai rồi HIV, nó hoàn toàn âm tính cả, cháu mới kết hôn ạ. Ừ, đúng rồi. Bạn làm như thế rất là tốt ấy. Tức là trước khi kết hôn mà bạn đã kiểm tra tổng thể sức khỏe của mình, đặc biệt là những cái bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục. Bởi vì chính bạn trước khi kết hôn bạn đã có những cái quan hệ nó có nhiều nguy cơ với những cái đối tượng khác đúng không? Cho nên là tôi muốn nói ở đây là cái chuyện mà bạn bị sùi màu gà ấy, nó là một bệnh lây truyền qua đường tình dục và có thể là bạn bị mắc bệnh từ cái cô bạn gái trước, không phải là vợ mình đúng không? Dạ đúng rồi. Mặc dù là bạn đã điều trị khỏi rồi, thế nhưng mà đến bây giờ thì vợ bạn vẫn bị viêm âm đạo, viêm cổ tử cung. Ở đây thì có thể là cái nguyên nhân gây viêm nhiễm của vợ bạn nó không phải là do bạn nhé. Đây tôi nói có thể thôi. Bởi vì là trong trường hợp như thế này thì nếu mà đi làm xét nghiệm, vợ bạn chắc là đã đi khám ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì đã được các bác sĩ làm xét nghiệm mới có thể tìm ra cái nguyên nhân, cái loại virus hoặc vi khuẩn gì đó mà gây viêm cổ tử cung. Có một cái xét nghiệm là tetramida là lạng nhất, dương tính, nhưng mà qua thời gian điều trị là đến vừa rồi cho đi kiểm tra là âm tính rồi, thế nhưng mà nhà cháu nó vẫn ngứa và hiện tại đồng thời là da tinh hoàn cả bạn cũng bị đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì theo tôi thì thế này này, nhất là trong cái thời tiết nó ẩm ướt như thế này thì nó rất dễ bị có thể gây ra những cái bệnh mà nó do cái điều kiện khí hậu bên ngoài nó cũng tác động lên, đặc biệt là những cái trường hợp mà nhiễm nấm, ví dụ như là của vợ bạn chẳng hạn. Theo tôi bây giờ có lẽ như thế này, bạn vẫn phải quay lại một bác sĩ về chuyên khoa về sản phụ khoa nhé. Sản phụ khoa hay là da liễu, có không? Nhiều người giới thiệu cháu đi da liễu ạ. Không phải, nói như thế này, tức là vợ bạn thì phải gặp bác sĩ về sản phụ khoa, bởi vì riêng điều trị về các cái bệnh của đường sinh dục cũng như là những cái bệnh mà do nấm này, nó phải phối hợp rất nhiều các cái biện pháp lại. Có thể là phải dùng thuốc toàn thân, có thể dùng thuốc đặt tại chỗ, kết hợp với cả những cái tư vấn về vệ sinh hàng ngày, kể cả quần áo sử dụng như thế nào, nó mới có thể khỏi được. Và đặc biệt là trong thời gian cả hai đang điều trị thì không được có quan hệ tình dục. Và bạn cũng phải được đi điều trị, khỏi bệnh đi hoàn toàn rồi lúc đấy các bạn mới có thể có quan hệ tình dục thì nó mới không làm lây bệnh cho nhau. Vâng. Kể cả bạn khỏi mà vợ bạn chưa khỏi vẫn có thể lây sang cho bạn và ngược lại. Vợ bạn điều trị khỏi rồi mà bạn chưa khỏi cũng có thể làm lây sang cho vợ bạn, nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Thí Hải và chúc cho hai vợ chồng bạn sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt và có một hạnh phúc thật là bền lâu. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Đó là cuộc điện thoại được gọi đến từ Long An. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Long An ạ. Alo, em chào anh ạ. Vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết rằng bạn có câu hỏi gì muốn gửi đến cửa sổ tình yêu? Em quen với cô gái thì em lại chơi chung với bạn ấy thì cái đá quen nó tự động nó ra luôn ạ. À, tức là chưa kịp quan hệ thì đã xuất tinh rồi đúng không ạ? Dạ. À, cái vấn đề này lâu chưa? Dạ, cũng lâu lâu rồi. À, về vấn đề này thì chắc là bạn đang lo lắng là liệu rằng mình có gặp một cái trục trặc gì nó lớn hay không đúng không ạ? Dạ, dạ. Vâng, sau đây thì là bác sĩ Hoàng Thí Hải sẽ cho bạn một vài lời khuyên. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Xin chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm em 23 tuổi. Thế thì ngồi nói chuyện ngồi, chứ em ngắm tay bạn gái thì tự động nó ra thì... Ừ, tức là em chỉ nghĩ đến điều đấy, anh ngồi cạnh bạn gái và có những cái biểu hiện âu yếm thì là nó đã ra rồi á? Dạ. Thế hả? Ờ, hiện tượng đấy lâu chưa em? Cũng mấy tháng rồi. Thế lần nào đi chơi bạn gái nó cũng thế à? Dạ. Thực ra thì chị hỏi cái câu chuyện của em, chị không hiểu em nói là ra nhiều hay là ít. Ví dụ như là nếu như mà khi mà mình có những cái tiếp xúc hoặc là có những cái cử chỉ yêu đương thân mật với bạn gái thì bao giờ mình cũng ở trong trạng thái rất là kích thích. Kích thích tất cả các cơ quan, ví dụ kể cả thần kinh, kể cả tình cảm, rồi một số các cái hoạt động của cơ quan, trong đấy có cả cơ quan sinh dục. Thì có thể nó có hiện tượng là cương cứng hoặc là nó chỉ ra một chút cái dịch thôi. Thì chị cho đấy là hiện tượng bình thường, ai cũng thế. Và khi mà mình ở trong trạng thái hưng phấn như vậy thì cái đấy em không có phải lo gì cả. Nhưng nếu như mà nó lại ra nhiều như là khi em thủ dâm hoặc là mình gọi là xuất tinh thực sự ấy, thì tức là có vấn đề về cái khả năng kiềm chế cũng như là cái chức năng hoạt động của cái cơ quan sinh dục của mình, nó chịu sự điều tiết của cái hệ thần kinh, nó có vấn đề thì nó có thể nó xuất tinh ra thực sự. Vậy theo chị thì bây giờ thế này, em phải tự kiểm tra lấy sức khỏe của mình. Em nghe chị nói thì em xem đánh giá xem là cái mức độ của em nó ở mức độ nào. Nếu như mà nó ở như chị nói lúc ban đầu thì đấy là chuyện bình thường. Khi mình có cái yêu đương, mình có cái cảm giác như vậy, em không có gì phải lo cả. Nhưng nếu như thực sự nó xuất tinh như em nói thật ý, em hiểu thế nào là xuất tinh không? Dạ, hiểu. Ừ, nếu mà thực sự như vậy thì em phải đi gặp bác sĩ. Chị thấy là em ở Long An, nếu mà được em có thể lên thành phố Hồ Chí Minh, em đến cái khoa Nam Học nhá, Nam Học tiết niệu, ở đấy thì các bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho em. Chị muốn là người ta sẽ khám cho em để xem có đúng như là em nói không nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Thí Hải và xin chúc cho bạn có một sức khỏe tốt. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Thưa các bạn, vừa rồi chúng ta vừa nghe cuộc trò chuyện giữa chuyên gia của chương trình và một bạn trẻ gọi đến từ Long An về vấn đề xuất tinh sớm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng một cuộc điện thoại để gọi đến từ Hà Tây. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Hà Tây ạ. Vâng, câu hỏi cụ thể của bạn là gì ạ? Câu hỏi của em là bây giờ em mới quen một bạn gái nhưng mà xa. Em cũng cảm thấy là cả một ngày mà không nói chuyện với nhau thì rất là khó chịu, nhưng mà là yêu thì chưa dám nói. Đơn giản là vì bạn sợ ở quá xa đúng không? Dạ vâng. Và người ta nói là xa mặt thì cách lòng, nên là bạn sợ điều đó đúng không? Dạ vâng. Và cũng chính vì thế là mình cũng rất là e ngại khi nói lời yêu đúng không? Vâng. Làm thế nào để chúng em có thể tiếp tục mối quan hệ này và phải xử lý như nào? Như người ấy muốn bỏ em vào để chơi nhưng mà em cũng không có điều kiện, mà từ chối thì không được, mà bây giờ em cũng muốn đi nhưng mà nên trả lời cô ấy như nào? Chúng tôi muốn hỏi bạn thêm một chút là cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Dạ, đang ở Vũng Tàu. Vâng, một người ở Vũng Tàu và một người ở Hà Tây. Và làm thế nào để xóa nhòa khoảng cách về mặt địa lý để có một tình yêu thật đẹp? Dạ vâng. Và sau đây thì là chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ có một sự tư vấn dùng bạn. Xin mời. Ơ, chào em. Cô làm gì ở trong đấy? Dạ, đi học ạ. À, còn đi học á hả? Dạ. Học chuyên nghiệp ấy hả? Ừ, học trung cấp. Bây giờ nói chuyện với nhau quen rồi, một ngày mà không nói chuyện với nhau thì nhớ lắm đúng không? Dạ vâng. Ừ. Thế chưa thể là tình yêu. Chắc chắn chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian, các em phải tìm hiểu rất nhiều, phải gần gũi rất nhiều hơn nữa thì mới nghĩ đến chuyện rằng là có phát triển cái mối quan hệ này hay không. Thế còn ta gặp gỡ một người, thấy người ấy hiểu ta này, nói chuyện cũng hay hay này, thế rồi nói chuyện nhiều lần sau đấy thì thành một cái thói quen, thì cái đấy không phải chỉ là người khác giới mà người cùng giới cũng thế thôi.
Ví dụ mình đi gặp một cậu bạn nào đó sau một thời gian mà mình kết thân thì ví dụ phải xa nhau mình cũng còn có nhớ cơ mà, đúng không? Dạ vâng, nhưng mà chúng em không có điều kiện để gần nhau. Ừ, thế thì ai bắt mình rằng là cứ phải có điều kiện, là cứ phải yêu đi khi mà mọi điều kiện chưa có, đúng không? Cũng giống như thế này, để xây một cái nhà phải có đất, phải mua được đầy đủ nguyên vật liệu để đấy, phải có ít vốn ít tiền. Thế hiện nay thì mình chưa có cái gì cả, mới chỉ có mỗi ý định thôi. Thế thì ta cứ từ từ để chuẩn bị tinh thần, ít nhất cô học thì học 1-2 năm nữa hả? Khi nào cô học xong cô ra đây xem là công tác ở đâu, thế rồi là điều kiện gặp gỡ nhau như thế nào, liệu rằng là cái chuyện nhớ nhung mà nói chuyện nó hay, nó thú vị, nó có còn giữ mãi không, hay nó chỉ là cái thời kỳ ban đầu như thế này thôi, mấy bữa nữa lại gặp một người khác thấy hay ho hơn, lại thấy nhớ người ta hơn, và cái cô Vũng Tàu không là cái gì cả, chỉ là bạn bè tháng gọi điện một lần thôi, thì lúc đấy lại khác. Vội gì mà mình phải tự đặt cho mình kế hoạch quá sớm, đúng không? Vâng. Duy trì tình cảm bạn bè, cô ấy mời vào chơi thì bảo ư đợi đã, còn tiết kiệm tiền đây vào đấy không phải là dễ dàng đâu, hơn nữa còn học hoặc là một mình đi vào đấy cũng hơi ngại ngại, chưa bao giờ đi xa quen, thiếu gì lý do để mình có thể trì hoãn cái việc đó. Thế còn thì nếu như thực sự là mình cũng muốn, không phải là vào chỉ vì yêu cô ấy, mà vì muốn đi Vũng Tàu một phen này, muốn vào thành phố Hồ Chí Minh chơi một ít bữa này, chuẩn bị tiền bạc và rủ thêm một người bạn nào nữa, hè này đi vào Vũng Tàu một công đôi việc rất tốt, đúng không? Ừ, thế còn cái chuyện có ngỏ lời yêu hay không vân vân, rồi có tiến lên hay là lùi xuống, cứ để từ từ, không ai thúc ép ta, tự mình đặt ra kế hoạch cho mình từng bước một, đúng không? Tốt nhất là cứ đợi khi nào có đầy đủ điều kiện thì mình tiến hành, còn nếu không chỉ duy trì mức độ như thế này thôi còn chả hơn à, nhỉ? Vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của anh Đinh Đoàn, hy vọng rằng mọi chuyện có thể trong cuộc sống cũng như trong tình yêu sẽ đến với bạn. Vâng, xin chào bạn. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc điện thoại tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Đó là cuộc điện thoại được gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Hà Nội ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Bạn có thể cho chúng tôi biết rằng bạn có băn khoăn gì muốn các chuyên gia của chúng tôi giải đáp ạ? Dạ, tức là bây giờ em có một câu hỏi là em và bạn gái em có quan hệ. Vâng. Thì em và bạn gái em đều lo là bây giờ có bầu ấy. Thì em muốn gặp bác sĩ em hỏi ạ. Hai bạn yêu nhau lâu chưa? Dạ, cũng được 1 năm rồi ạ. Và các bạn xác định là sau này sẽ tìm tới hôn nhân? Vâng ạ. À thế ạ, tức là vấn đề bây giờ bạn đang rất là lo là làm sao để có thể là quan hệ tình dục nhưng mà rất là có thể dẫn đến khả năng là người yêu đang mang bầu, mà hiện giờ thì vấn đề mang thai cũng là một vấn đề rất là khó khăn với hai bạn, đúng không ạ? Vâng, sau đây thì là bác sĩ Hoàng Thị Hải sẽ chia sẻ với bạn về mối lo này và có một vài định hướng dùng bạn. Xin mời chị. Vâng. Chào em. Dạ, em chào chị ạ. Ừ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 21 tuổi chị ạ. Thế à? Vâng. Thế bạn gái thì bao nhiêu tuổi em? Bạn gái cũng bằng tuổi ạ. À, cũng bằng tuổi à? Vâng ạ. Tức là cái lần quan hệ gần đây nhất ấy thì nó lại đúng vào cái ngày mà là bọn em ấy thì quan hệ thì nó vào buổi sáng và buổi tối, hôm đấy thì cô ấy có kinh đấy. Ừ. Là bọn em cũng hơi lo, bây giờ em muốn hỏi bác sĩ là như thế nào thì có thể là mang bầu được ạ? Em quan hệ buổi sáng thì buổi tối bạn gái có hành kinh nhá. Vâng ạ. Ừ, thế thì không có em bé rồi, bởi vì là sau khi mình quan hệ buổi sáng thì buổi tối bạn gái đã có hành kinh rồi, thì tức là không có em bé rồi còn gì nữa. Ừ, nhưng mà em cứ vẫn lo tại vì bạn gái em bảo là cái vẫn là đúng cái ngày đấy nên là bạn gái em vẫn lo tại vì bạn gái em đau bụng từ buổi sáng ấy. Bạn gái lo cái gì? Đấy, bạn gái lo có bầu là tại vì bạn gái em vẫn bị đau bụng từ buổi sáng, tức là bạn gái em nghĩ là bị từ buổi sáng ấy. Nếu mà quan hệ đúng vào cái ngày đấy thì làm sao mà có thai được, thì bạn gái đang có hành kinh cơ mà. À, vâng ạ. Ở đây chị muốn nói với em vấn đề là thế này này. Chị cảm thấy là mình chưa có đủ các cái kiến thức về sức khỏe sinh sản, đặc biệt là chưa có một cái kiến thức gì về phòng tránh để có thai ngoài ý muốn, đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thế mà mình đã quan hệ tình dục rồi, thế lỡ mà nó có thì sao em? Lỡ thì đúng là việc phải đi bệnh viện ấy, chả biết làm nào ạ. Ừ, nhẹ nhỉ, nói nhẹ nhỉ. Có biết là mỗi một lần đi bệnh viện để giải quyết thì bạn gái sẽ bị tổn thương như thế nào không? Vâng, em có rồi, nhưng mà bọn em rất là lo chị ạ. Thế bây giờ lo thì tốt nhất là gì có biết không? Tốt nhất là không có quan hệ tình dục với bạn gái nữa, không phải lo lắng gì cả, nhá. Vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Thị Hải và hy vọng là từ sự tư vấn của chị thì hai bạn tự mình tìm hiểu thêm nhiều kiến thức để tránh những trường hợp có thể là đáng tiếc xảy ra. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại tiếp theo. Đó là một cuộc điện thoại được gọi đến từ Đắk Lắk. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Đắk Lắk ạ. Alo, chào anh ạ. Vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết rằng bạn có câu hỏi gì mới gửi đến chương trình ạ? Dạ vâng, mình đầu tiên là làm thoại với chương trình của tổ chức viên là em cũng lời chúc anh các chị trong ban biên tập và một lời chúc sức khỏe và các
các chị có nhiều niềm vui ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn có thể cho chúng tôi biết câu hỏi cụ thể của bạn đó là gì ạ? Em nhà đấy vợ có một cháu là 4 tuổi rồi, nhưng bây giờ là vì cuộc sống mà bọn em phải đi xa quê để vào trong này làm ăn kinh tế ạ. Vâng. Thì là bây giờ cạnh nhà em là cũng có một ông chú là ông cũng vào trước bọn em. Vâng. Ông cũng có một em gái đẻ năm số 6. Nhưng mà bây giờ là không biết như nào. Vợ em bây giờ lại tỏ cái thói là ghen tuông để em đi với cô ấy. Em muốn các anh các chị cho em một lời khuyên là bây giờ mình phải sống với vợ như nào, nói nào để cho vợ hiểu và em cô ấy không mất lòng ạ. À, thế thì cái quan hệ của bạn với cái cô hàng xóm đó là gì ạ? Hai người có chung mối làm ăn hay thế nào ạ? Bố mẹ thấy thì dạy mấy em rất tốt ạ, và có nghĩa là mình làm gì cũng sang đấy nhờ. Kiểu bây giờ mình mới vào thì phải sang đấy nhờ ạ. À, tức là chỉ là quan hệ hàng xóm thông thường thôi đúng không? Nhưng mà vợ bạn thì luôn nhìn đó vào là một cái cớ để từ đó có những cái ghen tuông và hờn dỗi đúng không ạ? Và bạn mới hỏi chúng tôi rằng là thế nào để là vợ mình có thể là bớt tính ghen đi và mình có thể nên nói chuyện với vợ như thế nào cho nó thật là phù hợp đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, sau đây thì là chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ tư vấn cùng bạn. Xin mời anh. Thế này này, cái chuyện này cũng một phần trách nhiệm ở phía bản thân mình, đúng không? Dạ vâng. Tất nhiên đi lại với nhà hàng xóm này rồi tình quê hương ở ngoài này với nhau vào đấy thì thường những người đồng hương hay gần gũi để giúp đỡ lẫn nhau vân vân, bán anh em sang mua láng giềng gần rất cần thiết. Dạ. Tuy nhiên mình lại không, tức là mình không nhạy cảm để nhận ra rằng là nhà còn có cô gái trẻ này, phía sau nhà mình thì còn có một bà vợ đang dõi theo tất cả những cử chỉ hành động của mình. À, sao biết bao nhiêu hàng xóm mà lại không thân, thân nhân với nhà cái cô sinh năm 86 ấy. Tất cả những thứ đó là người ta có quyền đặt dấu hỏi, nghi ngờ đúng không? À, em hãy phải nói chuyện với bà xã một cách đàng hoàng, không nổi nóng, không được bênh cái cô 86 kia. À, nói rằng là đấy, vì sao em lại qua lại bên ấy, gia đình người ta quý như thế nào, người ta đã tạo điều kiện cái gì cho mình để cô nhận thấy rằng rõ ràng cái việc đi lại ấy là có lợi cho cả về phía gia đình nhà em, chẳng hạn như là gia đình ở bên ấy cô chú vào lâu rồi, nhà người ta có điều kiện hơn, các mối quan hệ nó rộng hơn, mình qua lại bên đấy chả có cái gì là thiệt cả đấy, hôm nọ chú đỡ cái này là thím giúp cái kia, tất cả những thứ đó để cho cô vợ cô nhìn thấy rằng là mình đi không phải là vì cô con gái mà vì mối quan hệ với bố mẹ, đúng không? Yeah. Thứ hai nhắc nhở cô là tôn trọng, đừng ăn nói bộp chộp, mình nói ra như thế ảnh hưởng đến người ta, rồi ngộ nhỡ người ta có những điều này điều khác không hay. Thế và điều chỉnh cái mối quan hệ của mình với lại gia đình nhà hàng xóm kia, mình phải đặt thêm thế này này, vợ con gia đình là quan trọng nhất. Khi mà phải có sự rằng co hay là có những sự bất hòa thì bao giờ cũng phải đặt cái gìn giữ gia đình của mình lên hàng đầu, đúng không? Đúng. Ừ. Thế còn thì có thể là nói với cái cô kia về gia đình, ôi trời ơi, gia đình cũng thông cảm, cháu giờ này hình như ít qua lại bên này, cô chú đừng có nghĩ này nghĩ khác, cũng do là bà xã cháu ghen quá, ví dụ như thế. À, gia đình người ta cũng không ai trách rằng cứ bắt mình rằng là nhà có vợ ghen thế mà cứ phải lôi kéo mình sang, đúng không? Ừ. Đấy, thế thì một mặt thì nói cho nó phải trái với vợ, hai là tự mình cũng hạn chế cái đó đi. Cái thứ ba là nếu như duy trì mối quan hệ với hàng xóm ấy, thỉnh thoảng hai vợ chồng dắt tay nhau sang bên ấy chơi buổi tối thì chả người ta nghi ngờ gì cả. Vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của anh Đinh Đoàn và chúc cho mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với gia đình của bạn. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Cuộc điện thoại được gọi đến từ Quảng Trị. Alo, xin chào bạn trẻ, gọi đến từ Quảng Trị ạ. Dạ, thân thân. Vâng. Cho em hỏi là em và người ấy đã quen nhau cũng lâu rồi, nhưng mà chính thức yêu đương thì khoảng 11 năm nay thôi. Vâng. Đến 30 tháng 4 này được 1 năm. Em thì đi làm công trình nữa, còn cô ấy thì đang đi học. Thỉnh thoảng em mới về thăm cô ấy được một lần nữa. Vâng. Rồi là em có nghe tin là cô ấy có những người khác quan tâm nữa, có hai người nữa. À, thì dạ. Em có hỏi cô ấy thì cô ấy thủ nhận là có hai người nữa quan tâm cô ấy, còn một người là ngồi lơ yêu cô ấy nhưng mà cô ấy không yêu. Vâng. Do có như vậy nên hai đứa đã có xích mích với nhau á. Vâng. Và dạ. Bây giờ bạn hỏi những cái điều gì ạ? Dạ, trước tết thì hai người cùng nhìn nhau nhưng mà vẫn còn tình cảm, nhưng mà đến giờ thì sau tết á thì bọn em cô ấy quyết định là chia tay em. Vâng. Em gọi điện thì cô ấy nói đừng gọi điện nữa, mà tin nhắn thì cô ấy không trả lời đó. Thì em muốn chương trình cho em một lời khuyên. Bạn muốn chúng tôi cho bạn lời khuyên rằng làm thế nào để có thể là nối lại tình xưa đúng không ạ? Dạ vâng. À, sau đây thì bạn sẽ cùng nghe sự tư vấn của anh Đinh Đoàn. Xin mời anh. Ờ, chào em. Dạ em chào anh Đinh Đoàn. Từ Tết giờ có gặp cô lần nào không hay là chỉ nói chuyện qua điện thoại với nhắn tin thôi? Dạ, cách đây khoảng gần tháng là em có gặp cô ấy, gọi điện và tin nhắn. Ừ. Thì khoảng lâu lâu cô ấy cũng có nghe, nhưng mà
quầy nói đừng gọi cho quầy nữa, quên quầy đi. Ừ, cái hôm mà mình nói rằng là xích mích ấy thì có nặng lời không, có làm gì đấy hơi xúc phạm có đáng không? Dạ em chỉ nói có một câu là vì quầy đã thủ nhân với mình đó, là người bạn trai kia, là ngồi lên, nhưng mà quầy nói là quầy không yêu người đó đâu. Ừ. Rồi em có nói với quầy là thế thì em đừng có nhắn tin về gọi điện cho người ấy nữa. Ừ. Nhưng mà hai bên vẫn có thông tin qua lại á. Ừ. Mà cái người kia thì người ở gần gần đúng không? Em thì ở xa quê, nhưng mà người và quê thì ở gần nhau. Người bạn trai kia. Thì hai người cũng có quan hệ thì cũng phải thân thiết như vậy thì em thì không tin được. Nói là mình ở xa, mình thì vậy là mình không tin được người yêu của mình. Rồi. Thì em có nói quê là nói tin, em có nói câu đó. Ừ. Thế bây giờ thì có tin không mà muốn nói lại? Bây giờ vẫn đi công trình xa này, vẫn không có điều kiện để mà gặp gỡ cô thường xuyên này, so với lại mấy cái anh ở gần ấy thì là mình vẫn cứ yếu thế hơn về mặt cự ly, thế mà lại cứ muốn quay lại, thế ngộ nhỡ rồi lại lặp lại chuyện cũ thì sao? Nghĩ kỹ chưa hay là bây giờ thì bất chấp? Dạ, tình yêu đâu có gì thay đổi được anh, thực sự là yêu quầy hơn nhiều. Nói thế thôi, thế nhưng mà đúng là thế này, cô cũng đang rất là giận mình, cô vô cùng thật thà. Thì cô mới khoe với người yêu rằng là em còn có mấy người theo đuổi nữa, rồi là có một anh tỏ tình với em nhưng mà em không thèm nhận lời. Cái câu đó cũng muốn là khẳng định một cái lòng trung thủy với người yêu, tưởng là dạ, được khen hóa. Hai người đã yêu nhau và cũng có quan hệ thân thiết hết ạ. Ồ, thế nhưng mà người ta đã kể lại với mình ấy, chứ nếu người ta giấu thì mình đâu cũng có biết đúng không? Có thể thế này này, có người yêu thì cái chuyện là có người này người khác theo đuổi cũng vẫn là bình thường đúng không? Yeah. Một cô gái mà có người yêu rồi chứ chưa phải có chồng, có người yêah. yêu rồi thì có thể vẫn có vài anh hay vài người theo đuổi mà cũng chả có lỗi gì cả. Cô phải có xinh có đẹp như thế nào thì có nhiều người theo đuổi, và mấy người kia thì cũng chẳng ai cấm được họ là theo đuổi một cô gái có người yêu rồi. Tuy nhiên thì bởi vì cô ở gần họ cho nên cũng khó, đôi lúc thì cũng nể, chẳng lẽ người ta đến cổng để đuổi bảo là anh ra đi tôi có người yêu rồi à. Thành ra thì dù sao chẳng nữa cũng phải là người thân người quen, cũng phải biết rồi thì phải mời vào nhà uống nước uống non, thành ra cũng cứ có lời qua lời lại. Chứ còn thì nếu như mà cô ấy mà có yêu một trong hai anh kia thật lòng rồi, người ta lại gần gũi, người ta hàng ngày đến chăm sóc thương yêu cô ấy, thì người ta còn bắt cá hai ba tay làm cái gì, đúng không? Thế thì luôn luôn phải nhìn thấy trong cái sự mà cái việc mà cô ấy tâm sự chia sẻ với mình, kể với mình ấy, cái trong sáng của cô ấy. Thế còn thì nếu cứ nghi ngờ như thế thì cũng không biết thế nào mà lần, ngay cả những nếu mà một cái người mà đã không tử tế, không đàng hoàng, thiếu trung thủy mà, thì vợ chồng có kè kè bên cạnh nhau, họ cũng còn tranh thủ lúc này lúc khác để mà có thể tầm tem cơ mà, đúng không? Thế cho nên là nếu mà đã thực sự yêu thì phải tin. Thế còn nghi thì không biết thế nào, ngộ nhỡ hai vợ chồng ở nhà với nhau nhưng mà vợ buổi sáng này đi chợ, biết đâu bà lại rẽ vào nhà ông nọ ông kia. Nếu thế thì mình không sống được, đúng không? Yeah. Thế thì suy nghĩ thật kỹ, và nếu thực sự như là bỏ mất cô ấy mình rất là tiếc. Từ ngày mà chia tay giờ mình cũng luôn luôn là còn nghĩ nhiều đến cô ấy, thì phải có một cái cuộc gặp gỡ thực sự, và kể cả phải là nói lời xin lỗi và mong muốn cô suy nghĩ lại rằng là anh cũng rất yêu em, rất là sợ mất em, mà anh lại ở xa cho nên là anh cũng có chút nghi ngờ, và cũng vì vậy mà có những lời nói làm cho em mất lòng. Anh tin rằng là tình cảm của chúng ta không thể chỉ vì một hai cái lần dỗi hờn như thế mà có thể mất nhau, cho anh một cơ hội khác đi, thế xong rồi vân vân. Thì hôm vừa rồi gặp lại thì em cũng có nói những điều đó, nhưng mà cô ấy đã không chấp nhận nữa. Yeah. Tất nhiên cũng không ai người ta chấp nhận tha thứ cho ngay, cũng phải rèn giữ một vài lần để dạy cho một bài học là lần sau đừng có quá đáng. Thế nhưng mà cũng phải cảnh giác là có thể rằng là một cái người mà được nhiều người quan tâm như thế, sau khi tức giận với mình, cảm thấy là bị xúc phạm, thì cũng đã có thể tìm một người bạn trai khác thay thế rồi. Nếu mà như thế thật sự thì cũng chẳng tiếc, đúng không? Yeah. Vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của anh Đinh Đoàn, và xin cảm ơn bạn đã có thể đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Thưa các bạn, chúng ta vừa nghe cuộc trò chuyện giữa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn và một bạn trẻ còn đến từ Quảng Trị.
Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng nghe những tâm sự của một bạn trẻ được gọi đến từ Thái Bình. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Thái Bình ạ. Alo, em chào anh ạ. Bạn có thể trình bày câu hỏi của mình được không ạ? Em hỏi là năm nay em 23 tuổi mà hiện tượng em là đêm đến hiện tượng kiểu là như kiểu các cụ mình là mộng tinh ấy. Trong ảnh hưởng như sức khỏe không ạ? Vấn đề là hay mộng tinh và ở cái tuổi 23 thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không, đúng không ạ? Và để giải đáp câu hỏi này thì sau đây bạn sẽ cùng nghe sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin mời chị. Chị chào em. Rồi, em chào chị ạ. Có nhiều lần không em? Dạ, tuần thì có khoảng độ 2-3 lần ạ. Sau cái đêm mà ngủ mê như vậy thì sáng hôm sau mình thấy thế nào? Cảm thấy nhiều người nó kiểu nó mệt ra là nó kiểu đau hết xương cuộc sống. Thế à? Ừ. Vâng. Chị xin lỗi là em có người yêu chưa? Em có rồi. À thế à, các em đã có những cái quan hệ trên mức thân thiết chưa? Dạ chưa. Vâng. Tại vì nó là như thế này, bình thường cái tuổi của em hiện nay là cái tuổi mà cái cơ quan sinh dục nó đang hoạt động rất là mạnh. Vâng. Gần như là mạnh nhất trong cái giai đoạn cái cuộc đời hoạt động tình dục của nam giới. Thế cho nên là cái việc một tuần em 2-3 lần mộng tinh là chuyện bình thường. Vâng vâng. Nhá. Vâng. Bởi vì hiện nay em đang ở vào cái giai đoạn phát triển rất là mạnh của cơ quan sinh dục, cho nên chuyện đấy không có gì phải lo lắng cả. Chị có hỏi là những cái hôm như vậy thì buổi sáng hôm sau thì em thấy thế nào, là vì thế này. Nếu như mà thường là khi mà mình ngủ mà mình chỉ ngủ mê thôi mà mình có cái hiện tượng mộng tinh thì em không có gì phải lo cả. Thế nhưng nếu như mà mình ngủ quá say, quá mệt để đến hôm sau cái giấc ngủ nó lại không làm cho mình thoải mái, mà cái giấc ngủ lại làm cho mình khó chịu thì em cần phải điều chỉnh lại cái giấc ngủ của mình. Ví dụ như là buổi tối trước khi đi ngủ mình xem những cái bộ phim nó tình cảm nhẹ nhàng thôi chẳng hạn, ví dụ như thế. Tức là không nên có những cái gì nó kích thích quá. Vâng, em có hình dung chị nói không nhá? Mình vâng. Không có những cái gì mà nó kích thích đến cái não của mình quá để có thể đến tối khi mà mình ngủ mà mình lại chìm quá sâu vào giấc ngủ. Quá như thế thì sáng dậy mình rất là mệt mỏi. Và thường là giấc ngủ phải đem lại cho người ta sự thoải mái cũng như là cái sức khỏe để hôm sau người ta có thể làm việc tốt. Còn vâng. Nếu như ngủ mà dậy lại mệt mỏi như thế thì mình điều chỉnh lại. Còn cái việc kia nó là bình thường mà em không phải lo gì cả. Vâng, chị ơi, em còn có câu hỏi đấy là vừa rồi em làm may ở công nhân may ở được 4 tháng mà em thấy hiện tượng kiểu nó hoa mắt trong mặt đau đầu ấy, mà da là hơi xanh hơi vàng, ăn ngủ nữa nó bình thường. Ừ. Và cũng không đau đớn gì cả mà. Em làm công nhân của xí nghiệp may à? Em làm ở bộ phận kỹ thuật hay là em ngồi may? Dạ ngồi may ạ. Ngồi may hả? Được 4 tháng rồi đi khám nhưng họ bảo là thiếu máu trầm trọng mà. À thế à. Vào phải nhập viện vào đấy thì vào trong đó thì họ khám tất cả rồi từ điều trị xét nghiệm tủy không vấn đề gì, họ chỉ bảo được thiếu máu thôi. Ừ. Thì siêu âm gan hết các thứ thì chỉ cần chụp X quang tim phổi không vấn đề gì. Ừ. Bình thường. Ừ. Vâng, thế là nội soi dạ dày thì họ chỉ bảo viêm niêm mạc dạ dày. Ừ. Được mấy hôm ấy thì họ kết luận là xuất huyết tiêu hóa. Xuất huyết tiêu hóa thì nói chung là cái thời gian vừa rồi thì em không để ý thân trước nó có đen không, điều trị ở đấy được 10 ngày thì em ra viện thì được 30 tháng rồi mà bình thường. Thế đến bây giờ thế hiện tượng cũng là da em nó cũng hơi xanh mà nó hơi vàng tí. Ừ. Mà bây giờ kể cả ăn uống bình thường mà ngủ nghỉ bình thường. Bây giờ thế này, thứ nhất là cái quan trọng nhất là em phải điều trị cái dạ dày. Khi mà em điều trị hết được cái viêm dạ dày, tức là mình không còn cái xuất huyết tiêu hóa nữa thì nó sẽ hết thiếu máu. Bởi vì em đã kiểm tra rất là kỹ rồi và cái nguyên nhân gây thiếu máu có thể là do xuất huyết của đường tiêu hóa, nhưng mà nó không phải là xuất huyết ồ ạt, tức là nó chỉ là những cái xuất huyết nhỏ thôi, cho nên mình không để ý, đúng không? Và chỉ đến khi nó có những cái triệu chứng về thiếu máu thì em mới đi khám và phát hiện ra. Việc đầu tiên của mình bây giờ là phải điều trị dứt điểm cái viêm loét dạ dày, tóm lại là điều chỉnh lại cái chế độ ăn cũng như là cái làm việc của mình thì sức khỏe nó sẽ tốt hơn nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chúc cho bạn sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Nam Định ạ. Alo, bạn có thể cho chúng tôi biết câu hỏi cụ thể của bạn là gì ạ? Ngày xưa em có yêu một người ạ, đi làm xa và em nói chung là không phải yêu mà trên cái lĩnh vực tò mò của cái tuổi mới lớn thì em quen với cô ấy và đó cô bảo là út sò đen ấy. Vâng. Và thế rồi chúng em có quan hệ và đã có đứa con. Vâng. Sau đó về phía gia đình thì
em về em nói mọi người mà nếu mà thực sự có tình yêu thì lấy, nếu mà không có mà nó thì chỉ mới dựa trên tình cảm trai gái thôi thì không nên, sau này nó sẽ xảy ra nhiều cái mâu thuẫn. Sau thì sao ạ? Em đi về thời gian thì em với vợ thì gia đình vợ thỉnh thoảng lại nói, mọi người nói đến cái chuyện của em người cũ. Vâng. Thì vậy nên là đến lúc cũng cảm thấy là rất là khó. Thế rồi chúng em là có với nhau một đứa con, thì cả đời hai bên đều muốn, người bên nhà vợ và bên nhà mình đều muốn đặt tên cho con ấy. Thì thường thường ở quê em thì bên nhà trai đặt tên cho con mà, vì cái mâu thuẫn đặt tên cho con mà rồi vợ chồng em dẫn đến xích mích. Sau cái trận xích mích đấy thì em lại trở lên trên chỗ Bắc Giang để em công tác. Vâng. Trên đấy thì em lại gặp lại cái người cũ ấy. Nên rồi chúng em lại có tình cảm. Một thời gian thì ở dưới nhà điện lên, thế em về thì ở trên đấy người ta lại bảo là bạn ấy lại bảo là có thai với em nữa. Em về tuột thì một thời gian em làm ở dưới này, nhưng ở dưới này xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên gia đình, em rất là khó xử, không biết là sao, nên muốn xin chương trình một lời khuyên. Tức là vấn đề thế này ạ, cuộc sống của bạn ở gia đình hiện tại bây giờ cũng không thực sự là hạnh phúc, và bây giờ mình lại gặp lại một người cũ và người ta nói rằng người ta có mang đứa con thứ hai với bạn, đúng không ạ? Và bây giờ bạn muốn hỏi chúng tôi rằng trong một bối cảnh như thế này có hai lựa chọn, một là gia đình của mình và thứ hai là quay lại với người cũ, thì bây giờ nên lựa chọn như thế nào, đúng không ạ? Vâng, để tư vấn giúp bạn, sau đây bạn sẽ cùng nghe anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý của chương trình sẽ giúp đỡ. Xin mời anh. Chào em. Vâng, chào. Em có nói rằng là trước đây khi mà em đã có con với cái cô kia, và cũng suy nghĩ cân nhắc rằng là nếu có tình yêu thì mới lấy, còn nếu không thì thôi. Và mình đã quyết định là không lấy cô ấy, nghĩa là không có tình cảm với cô ấy lắm, mà chỉ qua là lúc mới lớn nó đang hăng hăng tiết, rồi là cũng thế nọ thế kia thôi, tò mò thôi, đúng không? Vâng. Ừ. Thế bây giờ thì suy nghĩ về cô ấy như thế nào? Gặp lại sau bao nhiêu năm một con người chị thiệt thòi, đồng thời cũng chẳng có phá đám gì mình, mặc dù là có con với mình, rồi vân vân. Thì bây giờ suy nghĩ của mình về cô ấy hay như thế nào? Em rất ân hận. Có nói cái điều ân hận với cô ấy không? Dạ, em cũng muốn nói, nhưng mà người ta bảo là người ta có khả năng thì nuôi. Không, khả năng nuôi con thì rất đơn giản. Nếu rất nhiều người có khả năng nuôi con, nhưng mà cái chuyện người ta có hận mình không, rồi người ta vân vân các thứ, họ có mong muốn gì từ phía mình không? Người ta thì vẫn mong muốn là mình quay lại với người ta. Cô ấy thì cũng chưa có chồng. Vâng, chưa có. Còn ở nhà thì mình hai vợ chồng mới có một đứa con thôi, đúng không? Vâng. Có lẽ thế này, cái việc gia đình rồi mọi người xích mích rồi cãi cọ, rồi cái chuyện chỉ vì đặt cái tên của cháu mà cũng xảy ra là cãi cọ nhau, cũng tất cả nó chỉ xuất phát từ một cái gốc hay là một cái nguồn cơn xa xôi nhất, đó chính là cái quá khứ của em, đúng không? Giá như mình chỉ có yêu ở đâu không biết, đây lại có con một cô gái khác, rồi lại không lấy cô ấy, lại về lấy con gái nhà mình, thì ngay cả cái trong lòng người ta cũng có những cái lo chứ. Người ta nói rằng là một đêm nằm bằng một năm ở, đã có cái sự đi lại với nhau nó gắn bó lắm, nhất lại có con với nhau, rồi biết đâu tình cũ không rủ cũng đến. Mà đúng rồi, bây giờ đúng là không rủ cũng đến thật, đúng không? Và lúc này đang cân nhắc giữa hai lựa chọn, một người là vợ chính thức, một người là vợ không chính thức nhưng mà lại có từ trước và lại có từ sau, có được khúc đầu thời trai trẻ và cũng có được cái lúc bây giờ đang là chỗ nương tựa tinh thần cho mình khi mình chán nhà ra đi, đúng không? Ý kiến của gia đình em như thế nào? Mình có tham khảo ý kiến của mọi người không? Mọi người bảo là đi lại cả hai nơi. Đi lại cả hai nơi. Tất nhiên hình như trong bụng mình cũng giá được thế cũng tốt phải không? Về nhà vẫn có vợ, mà vợ dỗi vợ thì tại lên với lại người yêu cũ, thế xong rồi là ở đấy một thời gian được chăm sóc tử tế, ta lại về với vợ một tí, ai cũng mong ước thế, nhưng mà không được đâu, ở đời mà cái mong ước của mình cũng phải nghĩ đến cái cho người khác nữa chứ, đúng không? Thế thì phải lựa chọn, thì anh nghĩ thế này, cái chuyện cô bé kia có thai lần thứ hai có chính xác không? Có. Và cô cũng lại có dự định là sẽ đẻ và nuôi? Có rồi. Nếu như phải chia tay vợ, có buồn không? Không buồn, là thì gây một cái gì khác đối với cả hai. Thật ra mình mong muốn không có cái gì gây rắc rối, nhưng bản thân mình đã gây rắc rối hơi bị nhiều mất rồi, đúng không? Bây giờ thế này, thử cân nhắc nghĩ lại xem cái việc mà mình
đã có quá khứ như thế này mà vợ cũng chấp nhận lấy mình này, thế rồi là mình khi mà gia đình đang có cái xích mích mình lại không giải quyết ổn thỏa, đã bỏ đi đây để lên gặp lại người kia, tất cả những thứ đó nó cũng thể hiện là mình cũng không có trách nhiệm với gia đình lắm. Thế thì mình phải hết sức thông cảm với bà vợ, là cô có giận, cô có tức, cô có thế này thế khác cũng là chuyện thường tình, đúng không? Vì bản thân mình cũng chưa thực sự là sáng suốt hay là một cách khéo léo để điều chỉnh cuộc sống gia đình. Thế còn cái chuyện mà quá khứ trước đây đã chót cô có con ấy, mà cô cũng không có trách móc giận hờn gì, và bản thân mình cũng thấy rằng đấy nó cũng chỉ là không phải tình yêu, thì cũng có thể là chấp nhận cho qua, đúng không? Bao giờ cũng thế thôi, đằng nào mình cũng phải làm khổ hai người, thì bây giờ phải rút lại là một người vợ chính thức, một người đã có đôi bên gia đình đi lại, rồi là có pháp luật công nhận, rồi vân vân các thứ ấy. Chứ còn thì để mà cùng một lúc cả hai thì không được đâu, đúng không? Con cái mình trên kia, ôi giời ơi, mình là ông bố trách nhiệm quá nhờ. Cô ấy đủ điều kiện để nuôi cái cô kia mà cô bảo cô thừa sức để nuôi. Thế thì cũng hãy để cho cô ấy được làm cái quyền cha mẹ. Thế còn thì cái việc mình đi lại thăm nom cháu sau này ấy, thì cái đấy mình phải đi đàng hoàng công khai. Bởi vì cô vợ mình cũng biết là mình có con riêng ở trên rồi cơ mà, đúng không? Con nói rằng là dù là anh không lấy cô nhưng mà nó cũng vẫn là con anh cũng phải có trách nhiệm. Thậm chí là còn rủ cả vợ mình lên thăm con mình ở trên kia, nếu được như thế thì lại còn tốt quá. Vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của anh Đinh Đoàn, và xin chúc cho bạn sẽ luôn có những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Alo, bạn trẻ Ninh Bình đâu ạ? Dạ, câu hỏi của em là mỗi khi em mới chỉ quan hệ ngoài với bạn gái của em một vài lần đấy. Vâng. Và em thường hay bị sốt sớm. Thì em muốn hỏi là em phải làm như thế nào và chữa trị làm sao để mà không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này ấy. Quan hệ bên ngoài là quan hệ như thế nào bạn? Dạ, em mới quan hệ bên ngoài, bạn gái là chưa quan hệ trong ấy à anh. Đã phát hiện ra mình là bị sốt sớm, xuất tinh sớm đúng không? Dạ vâng ạ. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 23 tuổi ạ. 23 tuổi. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ trả lời câu hỏi này giúp bạn nhé. Dạ vâng ạ. Ơi chị chào em. Em chào chị ạ. Em có nói là em đã quan hệ với bạn gái mà chỉ bên ngoài thôi. Thế nhưng mà phát hiện thấy là mình xuất tinh sớm nó không được như mong muốn đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, và cái khái niệm xuất tinh sớm của em thì em bảo nó chưa xong thì đã xuất tinh rồi. Vậy như thế nào là xong? Dạ không, ý là như thế này chị này. Ừ. Là em mới, nhưng nói chung là sau nói ra là mới hôn bạn gái em ấy ạ. Ừ. Dạ vâng. Và ừ, ý là của em như thế đã suốt rồi ạ. À thế hả? Dạ vâng. À, tức là mình gần gũi bạn gái và dạ mình vâng, có cái hành vi gọi là hôn bạn gái đúng không? Thế vâng, thì cũng đã xuất rồi. Thế thì kể cả cái hôn nữa thì hôn trong bao nhiêu lâu thì đã xuất tinh? Dạ khoảng một lúc gì đấy ạ. Một lúc, khi không một lúc cũng khó nói nhỉ. Dạ tại vâng vì ạ, thực ra thì về ý nghĩa khoa học thì hôn cũng là một hành vi tình dục đấy. Thế và nó còn được khuyến khích là nếu như mà các bạn không muốn giao hợp, giữ gìn cái chuyện đấy đến ngày hôn nhân, dạ hoặc vâng là không muốn lây nhiễm các cái bệnh lây qua đường tình dục ấy, lây qua giao hợp ấy, thì người ta khuyến khích rằng là hôn nhau là hành vi quan hệ tình dục, đúng không? Khi hôn cũng được thỏa mãn cái nhu cầu tình dục của mình mà biểu hiện là bạn trai xuất tinh. Dạ vậy vâng, thì cái việc mà xuất tinh khi mà em hôn bạn gái thì nó cũng hoàn toàn là bình thường. Cái vấn đề là có ảnh hưởng đến sau này không? Nó không ảnh hưởng gì cả nhá, mà dạ ngược lại nó còn đang là một cái mà các em thỏa mãn được cái nhu cầu sinh lý của các em mà vẫn giữ được là không giao hợp, cho nên không lây các cái bệnh qua cái quan hệ tình dục này, và hơn nữa là không để lại mang thai hậu quả gì cả cho bạn gái cả. Bạn đã nghe rõ những lời tâm sự của bác sĩ rồi chứ? Xin chào bạn nhé, chúc bạn có một tình yêu thật đẹp. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Em lập gia đình cách đây được 5 năm rồi. Chưa đầy 10 tháng á, thì lúc đó em bầu con em được 7 tháng. Thì chuyện xảy ra thì gia đình bên nhà chồng
có nói là nhà anh trai chồng em mất tiền đó, nhưng mà em cưới mẹ chồng thì nói là em lấy cắp nhưng mà em không được lấy, cũng nói rõ cho Giang đi gia đình hiểu mà không ai chịu hiểu em, thế rồi cuối cùng là đuổi em về bên ngoại á. Vâng. Và từ lúc đó là chồng em cũng bỏ đi làm luôn. Vâng. Từ lúc đó anh ấy cũng chẳng liên lạc gì về gia đình, xong rồi em đến rất lâu rồi, lúc đó em gần sinh con rồi thì anh ấy viết thư về cho em nói là vì em nên anh mới phải đi xa như vậy. Xong rồi từ đó anh ấy chẳng gửi cho con đồng tiền nào hết. Thế à? Em còn rất yêu chồng nhưng mà em không biết là làm như thế nào để anh ấy trở về với em. Vâng, anh ta hiện tại đi làm ở đâu? Dạ, anh ấy đang làm trong Sài Gòn anh ạ. Thế à? Thế nhà bạn và nhà chồng bạn thì có gần nhau hay không? Nhà em với bên nhà chồng cách nhau 25 cây anh ạ. À thế à? Thế bây giờ con của bạn bao nhiêu tuổi rồi? Con em giờ 4 tuổi rồi anh. Đợt Tết thì anh ấy về nhưng mà anh ấy về cũng không có tiền để cho con ấy mà anh ấy đi thì bố mẹ em còn phải mượn tiền để cho anh ấy đi làm nữa. À thế à. Thế từ cái đợt ý là bạn có quay lại nhà chồng cho con chơi với ông bà không? Em không dám sang đó nữa. À thế à. Tức là 4-5 năm nay là bạn không hề có mối quan hệ nào với gia đình nhà chồng nữa đúng không? Chỉ thỉnh thoảng là chồng của bạn từ trong Sài Gòn ra ngoài này thì có đến thăm mẹ con bạn thôi và anh ta không hề quan tâm gì tới bạn. Bạn rất là mong muốn là sẽ được chia sẻ về vấn đề này. Anh Đi Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vừa nghe cái câu chuyện em trao đổi với anh Thành Văn ấy mà. Thấy rằng là cái việc mà 4-5 năm nay em tự một mình bươn trải nuôi con là một điều rất vất vả đúng không? Và không ai muốn thế. Thế nhưng mà cái việc mà âm thầm chịu đựng không hề chia sẻ với lại bên gia đình nhà chồng này, không dắt con sang đấy này trò chuyện với ông bà này vân vân, để mà có cái sự tác động từ phía gia đình ấy mà, thì đấy cũng lại là một cái thiếu sót của bản thân mình. Bởi vì có thể cái lúc mà hồi trước đây cái lúc người ta nghi mình là lấy tiền ấy thì người ta nghi oan, nhưng mà rồi là sau đấy người ta ân hận, nhưng mà người ta là người lớn, người ta ngại, người ta lại không chủ động, hoặc là dù sao cái nữa chuyện nó đã quá lâu rồi. Bây giờ nếu như mà mình đưa con sang đấy này, thế rồi là thăm ông bà này, cho cháu nó chơi với ông bà nó cũng được gần gũi này. Thế rồi ông bà nhìn thấy là thằng bé kháu khỉnh này, rồi nó bi bô này, nó hỏi bố nó vân vân. Tất cả những thứ đó nó tác động, nó tạo lên một cái tâm lý là người ta nói là có máu có sót ấy mà. Ông bà sẽ thấy thương cháu, từ cái chuyện thương đứa cháu mà để nó vất vả 4-5 năm nay không có trách nhiệm, sẽ giúp đỡ. Thế rồi là cũng có thể là hàn gắn lại cái mối quan hệ với chính bản thân bạn. Và từ đó thì cũng có thể có tác động lại với phía anh ấy, đúng không? Dạ. Những cái lúc mà vợ chồng mà có thể tiếp xúc được với nhau, gần gũi gặp gỡ nhau, mình cũng bày tỏ nguyện vọng đi. Rằng là chuyện ngày xưa rất là đau khổ, em là phụ nữ, em lấy chồng, em cũng muốn là gia đình có chồng, có con, có cái. Thế thì không biết là bây giờ thì anh như thế nào, anh có còn thương mẹ con em không? Nếu thương mẹ con em lại để thế này ấy, em muốn là con được trở về với gia đình vân vân. Ít ra thì mình đừng có quá thụ động, mình muốn gì mình cũng phải nói để xem anh ấy giải quyết ra sao, đúng không? Chứ còn nếu không anh bây giờ như anh đi làm này, lương anh tự giữ này, thế rồi là tất cả những cái nhu cầu gì của đàn ông anh cũng chẳng cần, anh cảm thấy có vợ thì chẳng có vợ cũng chẳng sao, chẳng tội gì mà phải thế nọ thế kia, cho nên là không cảm thấy là có một cái trách nhiệm. Thế thì lôi anh ấy trở lại để anh nhận thức rằng là người đàn ông có vợ con, bây giờ phải hàng tháng như thế nào vân vân, mình có cái đề đạt đề nghị ấy, đúng không? Thế cho nên cùng một lúc thì có hai mũi tấn công, nếu mà nói theo kiểu vui ấy. Một mặt là hàn gắn và hâm nóng lại cái mối quan hệ của hai mẹ con với gia đình nhà chồng. Một mặt khác thì cũng mạnh dạn là đưa ra những cái ý kiến mong muốn đối với chồng. Thế còn nếu như anh nói rằng là thôi cô tự đẻ con, cô tự nuôi con, tôi chẳng cần gì, rồi là vân vân các thứ, thì mình cũng biết rằng là với những người chồng như thế thì có mong muốn thế, mong muốn nữa anh cũng không quay trở lại, cũng chẳng có trách nhiệm gì đâu. Lúc ấy mình cũng tự lo cho mình, có biết đường đúng không? Nhá. Vâng, tôi hy vọng những lời tâm sự của anh Đi Đoàn sẽ giúp cho bạn cải thiện được mối quan hệ với người chồng của mình cũng như gia đình chồng. Xin chào bạn. Vâng. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình vào cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Dạ vâng, em chào anh ạ. Vâng. Vâng, em bạn gái em yêu nhau được 3 năm rồi ạ. Vâng. Vâng, và gia đình bên nhà em thì là không đồng ý lắm, thì nhà bạn gái em ở tương đối xa. Vâng. Cách 80 cây ạ.
À thế à. Thật, đầu năm vừa rồi thì bạn gái em có bị đau bụng thì có đi xét nghiệm thì là bị u nang buồng trứng trái đó. À, u nang buồng trứng. Thì em muốn hỏi là nguyên nhân lý do tại sao bị buồng trứng và có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này hay không thì khi mà lập gia đình rồi mà. Vâng. Em sợ bố mẹ bảo là tao bảo mày mày không nghe cái này kia thì giờ bố mẹ em cũng nói là nhà xa này kia con từng làm thì khó lắm anh ạ. Vâng. Thế sau cái lần phát hiện ra cô ta bị u nang buồng trứng bên trái như vậy thì cô ta đã xử lý bệnh tật của mình chưa? Dạ, bác sĩ định có cho thuốc và uống thôi ạ. À, uống thuốc thôi chứ không phải mổ đúng không? Dạ, bác sĩ thì bảo là chưa có gia đình gì thế nên chưa mổ ạ. À, cũng bác sĩ bảo là không biết là liệu có bị căng sang bên kia không ạ. Bạn có nói là cô ta cách bạn là 80 cây, thế cô ta đang ở đâu? Dạ, bạn gái em đang ở trên Hòa Bình ạ. À, thế còn bạn thì ở Hà Nội à? Dạ vâng ạ. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ xem là cái u nang buồng trứng đó có ảnh hưởng về cái tương lai sức khỏe sinh sản của cô ta hay không nhé. Dạ vâng ạ. Chị chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Ừ, vấn đề của em bây giờ không còn phải là ở cái chỗ mà hai người yêu nhau nhưng mà gia đình không đồng ý đúng không? Mà nó nảy sinh ra một cái mà để cho mình cảm thấy rằng à, cái vấn đề gia đình không đồng ý nó được trầm trọng lên, được nặng nề hơn và mình phải, có lẽ là phải cân nhắc đến yếu tố mà của gia đình mà trước kia thì nó cũng không thành vấn đề mấy, không thành vấn đề gì. Thế bạn gái em thì bao nhiêu tuổi em? Bạn gái em là 23. À, 23 tuổi. Cái việc mà bạn gái có u nang buồng trứng và đã đi khám rồi, thế và bác sĩ cho thuốc dùng thì chị cũng chưa biết là thuốc gì, nhưng mà rõ ràng là chưa phải có can thiệp gì cả bằng ngoại khoa gì. Thế và cái việc mà u nang buồng trứng thì nó có hai dạng chủ yếu. Một dạng là u nang cơ năng, ở người phụ nữ rất hay có cái, ở cái lứa tuổi của bạn gái em có cái u nang cơ năng đấy, và cái u nang cơ năng đấy thì nó xuất hiện và nó có thể mất đi, hoặc là dùng thuốc, nó liên quan đến nội tiết, dùng thuốc thì nó cũng có thể mất đi. Và trong trường hợp đấy thì nó không hoàn toàn, không ảnh hưởng gì đến cái chuyện sinh đẻ sau này cả. Tháng này nó có, tháng sau nó có, nhưng mà tháng sau nữa đi siêu âm thì nó lại mất đi. Tương đối to rồi ạ. À, nếu mà như quả trứng 5cm rồi. Rồi, thế nếu như cái u nang mà tương đối to và nó là thực thể thì thông thường, tại vì bạn gái em đã đi khám rồi, nếu mà là u mà thực thể thì người ta sẽ bóc nó đi hoặc là cắt nó đi càng sớm càng tốt. Thế thì cái chuyện mà em đã đưa bạn gái đi khám rồi thì là rất tốt, và người ta đã có khám cụ thể và người ta đã chọn một phương pháp điều trị. Nếu như cứ cho trường hợp như là phải cắt thì khi cắt hoặc bóc nó cũng chỉ bị bê buồng trái, buồng trứng trái. Nếu như mà phải bóc thì hoàn toàn, chị cứ nói nếu như phải cắt hoàn toàn bên buồng trứng bên trái thì buồng trứng bên phải vẫn còn, và vẫn còn khả năng làm việc để mà sinh con đẻ cái sau này, thậm chí lại còn làm việc tăng lên để gánh cho buồng trứng trái. Nhưng lại còn một trường hợp nữa là u nang buồng trứng trái, nhưng không phải tất cả. Nếu có di căn thì tôi nghĩ rằng là rất là u thực thể và chẩn đoán là ác tính, thì có lẽ là đã có những cái can thiệp gì đấy. Thế thì cái việc mà bây giờ mình khám này mới chỉ dùng thuốc thế này, và cứ nghĩ chưa gì đã nghĩ đến di căn, tức là nghĩ đến ung thư, tức là bó tay, và tức là mình không còn phải làm cái gì để cải thiện cái quan hệ của mình. Như vậy việc bố mẹ ngăn cản, và bây giờ thêm một cái bệnh là trong đầu em đã mặc cảm như là nó sẽ di căn và không đẻ con đẻ cái nữa. Như vậy có nghĩa rằng tuyên bố cho một cái tình cảm có lẽ như là kết thúc, đúng không? Thế còn nếu em bình tĩnh lại và xem lại bệnh của bạn em một cách công bằng và xác thực, đúng không? Thì chị muốn nói về phương diện bệnh tật là nếu như mà cắt toàn bộ buồng trứng bên trái thì bên phải vẫn hoạt động, đúng không? Đôi khi có những cái u mà chỉ cần bóc thôi thì thậm chí buồng trứng bên trái vẫn còn khả năng làm việc được, chứ không phải tất cả các u buồng trứng là ung thư. Vì vậy cái chuyện tình cảm thì em cân nhắc, nhưng cái việc bệnh tật cũng cần phải cân nhắc để quyết định đi đến hôn nhân hay không. Bệnh này là do cơ địa, là do mình quan hệ này kia nhiều chứ. Nguyên nhân của nó thì nhiều, nó cũng có thể là do vệ sinh, nhưng phần lớn nó là do vấn đề nội tiết,
nhá. Thế và do vấn đề nội tiết là còn ở tuổi 23 cho nên là người ta có thể điều chỉnh được bằng thuốc. Và đã nghe rõ rồi chứ? Dạ vâng. Chúc bạn có một tình yêu thật đẹp nhé. Cảm ơn bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Vĩnh Long. Dạ em có một, ở đó em có quen một bạn. Bạn đó với em ở là làm chung cư quen hả anh? Vâng. À nhưng mà cũng thời gian cũng mấy năm. Nhưng mà sau này thì bạn đó có một quen một bạn khác, có điều kiện tốt hơn em. Rồi sau này bạn khi bạn gặp em á, là giờ làm chung cư quen mà. Bạn vâng. Gặp em thì bạn hay lẩn tránh. Em không biết là mình có lỗi lớn gì không mà bạn lại tránh em như vậy. Em biết hiểu như thế nào. Bởi vì em nghĩ là nếu như không có được thành đôi lứa thì là bạn hiện tốt hơn những, phải không anh? Bạn thì mong muốn là dù sao thì tình yêu thì không thành nhưng mà vẫn là những người bạn chân thành với nhau đúng không? Dạ, gặp dạ. Thì đừng có lảng tránh đúng không? Nhất lại là làm cùng cơ quan. Thế riêng cô ta thì nhìn thấy bạn thì lại quay đi chỗ khác à? Dạ dạ. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 27 tuổi anh. Thế làm sao mà chia tay vậy? Tại vì em không phải chia tay nữa. Nhưng quen là cũng mấy năm rồi nhưng mà giờ là bằng đó. Gặp một bạn khác có điều kiện hơn em á, em hiểu tại sao bạn ấy gọi chuyện như vậy. À, tức là bây giờ thì cô ta có người mới rồi đúng không? Dạ dạ. Và bây giờ cô ta vẫn đang có mối quan hệ tốt với cái người kia. Dạ. Thế còn bạn, bạn đã có người yêu mới chưa? Có lẽ là tại vì em thương cô ấy quá nên... À, bạn vẫn mặn tình với cô ta đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Ôi chào em. Dạ anh chào anh ạ. Ừ, thật ra thế này này, nếu như mà hai người mà đang yêu nhau... rồi nhận ra là tình yêu không còn nữa mà chủ động là nói lời chia tay với nhau đàng hoàng ấy thì may ra mới có thể là từ tình yêu lùi xuống thành tình bạn đúng không? Hai người sẽ có thể thôi chúng mình không thương nhau được thì sẽ làm bạn tốt của nhau, giúp đỡ coi nhau như anh em. Nhưng trong trường hợp của em thì nếu nói về một khía cạnh nào đó là cô ấy là người rẽ sang ngang đúng không? Đang yêu bạn xong rồi là bây giờ lại chuyển sang yêu người khác thì dù sao chăng nữa người con gái người ta có chút mặc cảm, người ta sẽ nghĩ rằng mình đang đánh giá là có mới nới cũ này rồi tham vàng bỏ ngãi này, bởi vì chính bản thân em nói rằng là gặp người có điều kiện hơn đúng không? Thế thì bản thân cô cũng có một cái gì đấy hơi ngại ngại và nhất là với bản thân mình, thế cho nên nếu mà nói là để gặp nhau tươi cười chuyện trò bình thường là một điều tương đối khó. Cái điều thứ hai nữa là cô ấy cũng đang tập trung mọi những cái suy nghĩ tình cảm dành cho đối tượng kia. Nếu như mà dù sao chung nữa em với cô là cũng yêu nhau mấy năm đúng không? Người ta nói rằng là tình cũ không rủ cũng đến, ngộ nhỡ gặp nhau cũng có những lúc nó mềm yếu rồi nó thế này thế khác, lại sao nhãng đi, lại cô lại trở thành cái người mà bắt cá hai tay thì cô cũng không muốn đúng không? Bây giờ muốn là toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho người kia, thế cho nên là cũng không muốn là nếu bây giờ gặp lại vui cười buổi trưa lại rủ nhau đi ăn cơm chung hoặc là đi uống cà phê thì rồi biết đâu lòng lại mềm lại, lại thấy yêu cả hai người thì còn tội to hơn phải không? Cho nên là thông cảm cho cô ấy. Và bản thân này mình cũng phải biết rằng là vừa em nói rằng em không thương ai nữa vì còn nặng lòng với cô ấy quá. Thì nếu như bây giờ mà cứ gặp cô ấy thường xuyên rồi là hai người lại thành bạn bè tốt ấy mà, biết đâu đấy thì là một cái cản trở để cho em có thể mở lòng để đến với những cô gái khác. Mà khi quá khứ mà đã không phát triển được nữa thì mình cũng cố gắng là khép lại quá khứ để mở hướng tới tương lai đúng không? Tất cả những cái gì tốt đẹp nó sẽ còn là kỷ niệm. Thế rồi còn thì thế này, sau này biết đâu khi mình có người yêu, có vợ, cô ấy thì cũng ổn định, có chồng, hai người cùng làm cơ quan, lúc ấy lại trở thành người bạn bè rất thân với nhau. Lúc ấy nhắc lại kỷ niệm là cái hồi còn yêu nhau, trời ơi cái ngày em xấu hổ quá, mỗi lần gặp anh em mắc cỡ lắm vì em là cái người mà phản bội anh đúng không? Lúc ấy thì hy vọng là nó phải trở lại bình thường, còn lúc này thì phải chấp nhận như thế. Không thể có một cái mối quan hệ hết sức bình thường trong cái hoàn cảnh của em với cô ấy được nhé. Vâng, chúc bạn luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhé. Vâng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội.
Alo, xin chào bạn trẻ từ Hà Nội. Dạ, chào anh ạ. Vâng. Anh đây khoảng mấy hôm đấy. Vâng. Thì trong một dịp về quê thăm họ hàng ấy, thì em có đến nghỉ ở nhà một người anh họ. Vâng. Thế thì hôm đấy em đang nằm nghỉ trưa, thì cô cháu gái đấy. Vâng. Tức là cũng là họ gần đấy, cực gần đấy. Thì cô cái em đang nằm nghỉ thì cô cái lên giường, cô ấy nằm cùng với em. Vâng. Thế là sau đó là cô cứ chủ động cô ôm hôn em, rồi là cô ấy sờ nắng khắp người em. Thì thực sự là lúc đầu tiên thì em cũng cảm thấy rất là bất ngờ mà em cũng không hiểu như thế nào cả. Vâng. Thế sau đó là khi mà em đã lúc mà em hỏi là sao lại như thế này, thì giờ cô ấy không nói gì, là cô ấy cầm tay em, cô ấy đặt tay em vào những cái bộ phận của cô ấy. Vâng. Thì con cháu cầm tay cháu đấy, thì là và sau đó nói rằng là cháu thích như thế này. Thế thực ra mà nói thì tôi thì cũng rất là còn trẻ, thế thành ra là cũng không cám dỗ được cái chuyện thế, thực sự nó cũng rất là bị kích thích ấy. Vâng. Thế là sau đó thì là tôi cũng kệ cho cái cô cháu này, cô muốn làm gì làm. Thế à? Sau đó là tôi thì cũng đại khái là cũng tò mò, thì tôi cũng khám phá, thì nọ kia thì tôi thực sự nói là tôi cũng không biết được như thế nào cả. Thế nhưng mà sau đó thì bây giờ thì cảm thấy rất là ngại ngần, cảm thấy như kiểu bị sốc. Thế à? Thế thì rất là mong có một lời khuyên nào đấy để cho tôi qua được cái thời đoạn này. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi ạ. 25 tuổi, còn cô cháu gái kia 18 tuổi ạ? Học lớp 12 ạ. Bạn có vừa nói là bạn cũng tò mò và muốn khám phá. Thế khám phá được cái gì rồi? Dạ, cũng nói chung là cũng theo yêu cầu của cô ấy là cũng sờ soạn khắp người, rồi là cũng đại khái là làm sao cho thích thì được. Chỉ dừng lại ở khám phá ở mức sờ soạn thôi đúng không? Vâng, vâng. À, và bạn sau khi lần đấy thì rất cảm thấy rất là sốc đúng không? Vâng, vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. À, chào em. Vâng, chào anh. Bây giờ thì em lo lắng và sợ nhất điều gì hay là sốc vì cái gì? Vì cảm thấy nó hối hận, nó nói chung là nó có một cái gì để thay này cái lương tâm, mà thứ hai thì mình không phải, cái thứ hai nó cũng không hiểu là mình là người con người như thế nào nữa. Sống phải bản năng quá hay là như thế nào, không còn lý trí nữa. Cái hành vi mà tự kiểm điểm bản thân lúc này của bạn rất đáng yêu. Vâng. Nhiều người làm chuyện tây đình nhưng sau đấy không hề ân hận, đấy mới đáng trách. Thế còn thì dù sao trong nữa, trong cái hoàn cảnh của bạn, hình như bạn là người bị lôi kéo đúng không? Dạ vâng ạ. Mà toàn là không, thì lúc đầu tiên thì cứ nghĩ là cháu quý mình vào nói chuyện hay như thế nào đấy, rồi là nằm cạnh hay như thế nào đấy, nhưng mà thấy tự dưng cứ thấy có những hành động diễn ra rất là bất ngờ. Thì cứ nghĩ là cháu chắc rồi. Quý mình thì thôi kệ, thế nhưng mà về sau càng ngày càng thấy quá. Rồi như này nhá, bây giờ tạm bỏ chuyện là cô cháu sang một bên, tí ta nói sau. Dạ vâng. Về bản thân mình này, mình là người bị lôi kéo này. Vâng. Là con trai, là con trai đang ở tuổi 25, đang cái tuổi rất là hừng hực khí thế này. Vâng. Mày lại đã bị một cô gái trẻ lôi kéo, thì cái chuyện mà khó cưỡng lại được ấy, cũng là dễ hiểu đúng không? Vâng. Tất nhiên giá mà mạnh dạn lên một chút nữa để có thể từ chối thì cũng là tốt. Tuy nhiên thì trong hoàn cảnh ấy dễ thông cảm hơn là đáng trách, phải không? Dạ, vâng ạ. Đặc biệt là chuyện ấy chưa xảy ra một cái gì đấy quá trầm trọng. Dạ, vâng ạ. Và đặc biệt là khi lúc này ngồi lại cũng thấy run run lo lo, rồi tự gọi là chất vấn mình như thế. Điều ấy chứng tỏ rằng bạn là một người rất là trong sáng ở trong tâm hồn mình, rất là tốt. Đúng không? Mình cứ tự đánh giá mình là đây là mình là người bị hại. Vâng. Như thế thì mình đỡ anh ấy lương tâm. Thế còn về phía bạn gái, cô cháu gái mà. Vâng. Thì cũng có thể thế này này. Hiện nay các em mới lớn lắm mà. Vâng. Có thể là dưới những tác động của phim, của ảnh, của băng hình, các bạn ấy lên trên mạng rồi xem ở chỗ này chỗ khác, chuyện nọ chuyện kia, vân vân. Và tuổi 18 thì cũng là cái tuổi đã dậy thì, cũng đã rất là trưởng thành về mặt vấn đề sinh lý. Thế cho nên là trong một phút mà bồng bột nào đó cô ấy có làm cái trò dại dột như thế, chắc chắn rằng bản thân cô ấy giờ cũng đang rất là lo và cũng đang rất xấu hổ đúng không? Chỉ có điều thế này, bây giờ mà gặp ngay cô gái để mà cô cháu mà nói chuyện hay là kể với người này người khác thì không nên, đúng không? Vâng. Bởi vì cái đấy nó có thể là một phút yếu đuối mà lại chỉ vì như thế mà mình không giữ được chuyện thì sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô cháu. Vâng. Thế còn thì lúc nào mà dỗi dỗi mà chuyện nó nguôi nguôi đi rồi ấy. Dạ vâng. Mà cậu cháu hay chú cháu có gặp nhau mà ôi trời ơi chết mày, cái này làm tao sợ quá. Vâng. Chết con gái con nữa gì mà hư ghê. Ví dụ mình mắng rất là yêu như thế là chắc là vâng. cô gái cũng rút kinh nghiệm đúng không?
Thế còn về bản thân mình thì mình cũng đừng có quá lo lắng và cũng tự đừng có quá là cảm thấy áy náy gì cả. Vì dù sao mình cũng đã là người tốt ở trong lòng, thế còn trong hoàn cảnh số đầy cũng chẳng dám trách là ai là không vững vàng, ai không yếu đuối, đúng không? Cứ như thế thì mình sẽ đỡ lo lắng ở trong lòng hơn nhé. Bây giờ bạn cảm thấy yên tâm hơn rồi chưa? Dạ vâng ạ, cảm ơn chương trình ạ. Dạ chào bạn nhé. Vâng, chào anh ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Em muốn hỏi về vấn đề sức khỏe của em ấy. Vâng, bạn hãy trình bày đi. Dạ, thế em đã lâu rồi em có quan hệ với bạn gái ấy. Mình nói là người em bị mụn rộng ấy. Vâng. Em hỏi là đầu tiên thì em tiêm mũi xong thì nó khỏi. Vâng. Thứ hai thì em tiêm nhiều mũi thì trong thời gian sau thì nó như vậy thì tập chuẩn đấy. Vâng. Nó cũng khỏi rồi. Lần thứ ba thì em tiêm xong thì tiêm mà tiếp mà nó vẫn nhìn nhận nó không đỡ. Vâng. Một thời gian sau thì nó lại hết. Thế là em cảm thấy là bây giờ nó có ảnh hưởng sức khỏe sau này vậy. Tức là bạn có quan hệ tình dục với bạn gái của bạn hay là gái mại dâm? Bạn gái ạ. Bạn gái. Vâng. Bạn đi khám và xác định là bị bệnh lậu đúng không? Em không khám mà em tiêm thì thuốc thì nó khỏi cái y sĩ ấy, người ta bảo là bọn mình đã tiêm thì khỏi. Đầu tiên là khỏi. Bạn tự khám và tự xác định bệnh đúng không? Vâng. Thế là khỏi gần bác sĩ luôn. Không, này lần thứ hai em thì tiêm nó vẫn sau thì nó không, nó để tiêm thuốc nhiều nhưng mà nó vẫn không giảm đi một gian thôi, thì nó lâu thì nó thấy nó giảm đi. Tóm lại là chưa đi khám ở đâu cả, cứ thấy nó phát bệnh thì là tiêm thôi đúng không? Vâng. Phát cái lại tiêm tiếp. Phát ba lần, tiêm ba lần mà cuối cùng là bây giờ không khỏi đúng không? Đúng, ba lần. Đồng thời cái lúc tiêm thì vẫn quan hệ tình dục với bạn gái à? Không ạ, một lần bị thôi ạ. À, một lần bị thôi sợ rồi đúng không? Vâng. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ giúp bạn nhé. Chị chào em. Cái biểu hiện mà em phát hiện ra là mình bị bệnh ấy, gọi là phát bệnh ấy là cái gì? Em thấy nó nở từng lớp ấy. À, nó lở loét ra. Ừ, thế đi tiểu có thấy gì lạ không? Đi tiểu vẫn bình thường ạ. Đi tiểu vẫn bình thường, ngoài ra còn có thấy gì khác nữa không? Ngây ngấy, sốt hay là... Nó nở nhiều nốt ở đầu ạ. À, chủ yếu là lở nhiều nốt ở đầu đúng không? Đấy. Thế và mình phát hiện những cái dấu hiệu đấy là sau khi đi quan hệ với cả gái mẹ dâm, đúng không nào? Cái này bằng gái một lần thì nó nhìn thấy thôi, em tiêm thì nó khỏi. Ừ, thế và một lần như thế tiêm khỏi, thế tiêm khỏi xong lại đi lần nữa à? Em lại không, em lại đi với người khác thì... À, lại đi với người khác xong lại về lại phát bệnh, đúng không? Nó lại bị... Ừ, nó lại bị bệnh, thế xong rồi tiêm lại khỏi. Thế xong lại đi với người khác nữa hay là tự nhiên nó lại phát bệnh? Một lần thứ ba là em vẫn đi quan hệ nữa. Quan hệ với gái mẹ lắm thì về đâu chị ạ? À, thế thì xong đến lần thứ ba, qua hai lần kia rồi lại đi một lần thứ ba nữa thì lại thấy bị bệnh đúng không? À. Thế mà sợ quá và đi khám. Thế thì chưa đi khám ạ. Chưa đi khám à? Thế à, lại có thuốc lấy thuốc tiêm ạ. À, chỉ lấy thế thuốc tiêm thôi. Như thế này nhá, về hành vi thì của em là đáng kể rồi. Những cái lần quan hệ đấy là có đi bao cao su hay không? Em không ạ. Không, đúng không? À. Rất là nguy hiểm mà hai lần trước thì với bạn, lần thứ ba thì với gái mại dâm và không hề đi bao cao su. Cho nên và đã có biểu hiện ở cơ quan sinh dục, đấy là lở loét vân vân. Thế thì chắc chắn là em bị viêm nhiễm và lây qua đường tình dục rồi nhá. Cái lần, nhưng ở đây là em một số bệnh là có thể chữa được. Ví dụ như lậu, ví dụ như giang mai, ví dụ như viêm nhiễm do tạp khuẩn là chữa được. Nhưng với điều kiện là em phải được đi khám và bác sĩ sẽ xét nghiệm để xem là em bị lậu này do con vi khuẩn lậu gây nên hay do con vi khuẩn giang mai gây nên hay là các cái con vi khuẩn khác hay là trichomonas vân vân. Tức là nó có tác nhân gây bệnh hẳn hoi. Thế và chỉ có xét nghiệm thì người ta mới chỉ được đích danh cái thủ phạm gây bệnh cho em là cái gì, và lúc đấy thì mới dùng được chính xác cái thuốc mà để giết cái con vi khuẩn đó. Nhưng em thì là cứ đi mua thuốc và tự điều trị, cho nên là bệnh không khỏi nhá. Bây giờ thì nó khỏi hơn đấy, nó gì nữa? Bây giờ là khỏi rồi, thế nhưng mà không hiểu rằng đấy là cái biểu hiện bên ngoài. Còn thể các cái biểu hiện mà ở bên trong đường sinh dục tiết niệu nó lắng xuống, nó không làm ầm ĩ để cho em phải lo, nhưng thực chất có thể bệnh nó đi vào mãn tính nhá.
và nó không biểu hiện dữ dội hoặc là nó biểu hiện ra bên ngoài như em nhìn thấy, chỉ biết rằng mình ít nhất là có 3 lần có quan hệ tình dục và không mang bao cao su là nguy hiểm và có bệnh rồi. Vậy thì đặt dấu hỏi, cái đợt điều trị kháng sinh là không đúng, về nguyên tắc là không đúng, nhưng mà không biết là khỏi bệnh hay chưa thì bây giờ em cần phát hiện bệnh. Thế thì trước mắt là dừng ngay những cái hành vi quan hệ mà không an toàn đấy đi nhá. Không quan hệ nữa. Và nếu mà không nói được câu không thì quan hệ phải mang bao cao su. Cái thứ hai bây giờ là mình phải theo dõi sức khỏe của mình và tốt nhất là nên đi xét nghiệm lại để xem là mình có mắc cái bệnh lây qua đường tình dục như lậu, như giang mai, như là nhiễm các tạp khuẩn khác thì nó đã rất hẳn chưa, hay là có trichomonas, con nấm, hay là có chlamydia, nó rất là nhiều bệnh, vân vân nhá. Thế ngoài ra em có một cái lần là quan hệ với gái mẹ dâm mà không dùng bao cao su thì cách đây lâu chưa em? 3 tháng rồi ạ. À, nó khoảng 3 tháng thì em cũng có thể đi xét nghiệm máu để xem là mình liệu đã có nhiễm HIV không nhá. Nếu mà cô gái không bị thì phúc của em to quá, đúng không nào? Thế và nếu có nhiễm thì mình cũng có một cái kế hoạch sinh hoạt, làm việc như thế nào cho một cái tình trạng sức khỏe mới nhá. Không đùa giỡn được với cả sức khỏe đâu, và mình lại không có chuyên môn, và cũng đừng đi đến cái chỗ nào mà cái điều kiện y tế người ta chưa có các cái trang bị đầy đủ để mà khám và xét nghiệm cho em. Em ở Tuyên Quang thì em đến bệnh viện tỉnh Tuyên Quang là có thể làm được rất là nhiều xét nghiệm để chuẩn đoán bệnh rồi nhé. Bạn đã nghe rõ những lời tâm sự của bác sĩ chưa? Bạn không thể tự khám bệnh và tự chữa bệnh cho mình được, phải đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa để có cái xét nghiệm chính xác, từ đấy có kế hoạch điều trị chính xác, bệnh mới thuyên giảm được. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Bạn trẻ Hưng Yên đâu? Dạ, em chào anh ạ. Vâng. Anh ơi, anh cho em hỏi, em đang có vấn đề khúc mắc về tình yêu anh ạ. Thế à? Vâng ạ, thì em không biết làm nào, em nhờ chương trình Cửa Sổ Tình Yêu hướng dẫn và tư vấn cho em. Khúc mắc cái gì đấy? Chúng em mới yêu nhau được nửa tháng thôi. À thế à. Nhưng mà chúng em rủ nhau đi Đồ Sơn chơi mà. Thế à. Vâng, hôm đấy cô chủ động rủ em đi Đồ Sơn và nhà nghỉ anh ạ. Thế à. Vâng, thì cô ấy chủ động nói chung về mặt tình cảm ấy. Thế à. Vâng, thì sau khi quan hệ em cũng không nghĩ gì cả. Vâng. Thấy mọi người nói em là nếu mà một người con gái còn nguyên vẹn quan hệ là sẽ ra máu, và em cũng rất là em nghĩ lại như cái lúc quan hệ với cô ấy này, em cũng nghĩ là cô ấy không còn dành nguyên vẹn gì cho mình cả. Thế à. Cũng rất áy náy mà em cũng rất ngại, mà thật sự ra em cũng yêu cô ấy chứ không phải là, nhưng bây giờ em không biết làm thế nào, mà cô đấy thì cứ đòi là sau lần đấy cô ấy cứ đòi cưới. Đi mấy ngày hả bạn? Dạ em đi có một ngày thôi ạ. À đi một ngày. Đi một ngày một đêm, thuê phòng ngủ, nghỉ, đúng không? Vâng ạ. Có quan hệ tình dục mấy lần? Em 2 lần ạ. À quan hệ tình dục 2 lần. Vâng. Thế ạ. Cái lần ấy thì cũng không nghĩ gì cả. Thế về nhà mình nghĩ là không biết là cô ta có còn nguyên vẹn hay không, đúng không? Vâng ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Hiện nay mình đánh giá cái gì hay mình lo lắng cái gì là quan trọng nhất? Dạ vâng, em đây là tình cảm mà thật sự cô có thể dành cho em là em là người đầu tiên với không, hay là vì cô ấy đã quan hệ với một người con trai nào đó rồi, bây giờ cô ấy vội vàng để có một kéo mình vào để lấp chỗ trống, để trả thù đời hay là thế nào, em rất băn khoăn vì bạn bè tư vấn cho em rất nhiều. Nói chung là cứ gặp cô thì em lại không nói điều gì. Tức là cái sinh lý của em nó lại đòi hỏi nên em cũng không kìm được nữa. Nhưng lúc bình tĩnh thì em lại nghĩ là mình không thể không thể chấp nhận được cô ấy thành vợ chồng với cô ấy được. Nhưng cứ gặp thì nó lại thèm, bởi vì không biết thì thôi, nhưng biết được một lần rồi thì khó cai phải không? Vâng. Cứ gặp thì cái sinh lý nó đòi hỏi. Lúc này không phải là lúc mà em tìm cách để nói lời chia tay hay là quyết định đám cưới với cô ấy, vì chuyện ấy là chuyện rất quan trọng. Mới có 15 ngày yêu nhau, đã đi Đồ Sơn, đã có quan hệ trong đầu, bây giờ còn ti tỉ thứ nghi ngờ, không biết là tấm lòng thật hay tấm lòng giả rồi, hay là trả thù đời. Thế thì cưới nhau làm sao? Hãy cứ để cho thời gian lắng đi đã. Bản thân em nghe bạn bè cũng là một phần, nhưng bản thân mình cũng có cái suy nghĩ, mình đánh giá
đánh giá không phải đánh giá về tư cách của cô, bởi vì thật ra thế này, mình là con trai mà mình cũng còn chẳng vững vàng, bị con gái nó lôi nó kéo đi rồi là cứ thế mà không làm chủ được bản thân, rồi bây giờ rồi còn không cả cưỡng lại nữa. Thế thì của phụ nữ nhiều khi người ta cũng còn yếu đuối thì người ta làm sao? Nếu mà để mà thực sự mà suy nghĩ cho nó chín chắn ấy thì phải cai cái món tình dục đã. Vì tình dục nó là một thứ mà nó giống như một chất ma túy, nó làm cho người ta u mê đi. Lúc ban đầu tỉnh táo nghĩ đủ chuyện trên đời, gặp một cái tự nhiên người cứ yếu xìu ra, thế rồi không nghĩ được gì nữa, dễ có những quyết định sai lầm. Thế thì lùi ra xa nhau một quãng để mình nhìn nó kỹ hơn, không có quan hệ tình dục nữa, để cho mình đánh giá cảm xúc hay là cái tình cảm của mình nó chân thực hơn. Thế xong rồi sau đấy ta có cái quyết định rồi sau. Khi 5 tháng, 6 tháng sau ta thấy lòng cứ rừng rưng, thấy không thể nào mà có cảm xúc gì khi ở gần cô ấy, không thể nghĩ được rằng là sao lại có thể là tiến tới với cô làm vợ, thì lúc ấy mình có quyết định cũng không muộn cơ, đúng không? Cô ấy dục dẫn đến tân hôn mà dẫn đến cưới, em băn khoăn là như thế thì anh Đoàn để tư vấn cho em nên như thế nào để kéo giãn thời gian, hoặc nên như thế nào em phải đi làm ăn sau này có lưng có vốn rồi là mình lập gia đình. Nhưng cô ấy bảo em là đồ hèn, là kiếm được cô ấy rồi là chạy trốn, rồi em rất khó xử. Nhưng cái điều cô nói về mình có đúng không? Ví dụ kiếm được ra rồi lại chạy trốn rồi đồ hèn, có thật không? Thế nhưng cái từ kiếm được cái đấy chị em này, mình không phải là kiếm được mà người ta kiếm được mình. Tình cảm thì không thể cưỡng bức được. Em hoàn toàn có thể nói rằng là anh chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc lấy vợ. Thế còn cái chuyện mà hôm ấy chúng mình chót dại với nhau hay chót thế này thế khác, cũng có lẽ là anh rất là xin lỗi do anh không làm chủ được. Nhưng chính bản thân em cũng tạo điều kiện cho cái chuyện đó, để cô thấy rằng là tại anh, tại ả, tại cả đôi bên, chứ cũng chẳng phải là mình lừa bẫy gì cô để mà thế này thế khác. Thế còn thì đừng có quyết định gì khi trong lòng còn ngổn ngang trăm chuyện như thế này nhé. Bạn đã nghe rõ rồi chứ, chúc bạn hạnh phúc nhé. Xin chào bạn, cảm ơn anh Vinh Đoàn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Giang. Dạ, cho em mới cưới nhau anh. Vâng. Nhưng mà bây giờ hai vợ chồng chưa muốn có con. Bọn em đã quan hệ với nhau một lần rồi, thì bây giờ em muốn hỏi cái chỗ tiếng yêu là quan hệ một lần như thế thì có khả năng có con không ạ anh? Quan hệ mấy lần? Quan hệ một lần thôi ạ. Cưới nhau bao lâu rồi? Bọn em mới cưới nhau hơn một tuần thôi ạ. Cưới nhau hơn một tuần, quan hệ với nhau một lần và không dùng biện pháp tránh thai, đúng không? Vâng. Bây giờ thì bạn muốn áp dụng biện pháp tránh thai nào đó, bởi vì là cả hai đều chưa muốn có em bé, đúng không nào? Vâng. Thế sau khi xác định là sẽ có biện pháp tránh thai an toàn thì sẽ quan hệ tiếp, đúng không? Vâng. Còn tạm thời là cứ dừng lại đấy đã. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ giúp bạn nhé. Vâng, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Chưa muốn có con ngay hả? Thế và lo lắng bây giờ cái gì là trên hết? Chọn một biện pháp tránh thai hay là lo lắng thì quan hệ một lần rồi mà sợ có thai? Em nghe là mình quan hệ một lần như thế thì có khả năng có con không ấy chị? Có chứ. Để trả lời quan hệ một lần có khả năng có con không, thì nếu người phụ nữ đấy và người nam giới không mắc bệnh vô sinh thì là có khả năng có con nhá. Thế chỉ có cái là nếu như lại quan hệ vào những cái ngày mà an toàn thì là không có con. Thế và cái chuyện đấy lại phải tính ngược trở lại chu kỳ kinh nguyệt của em là bao nhiêu? Mình quan hệ đấy là em mới hết kinh 2 ngày chị ạ. À, mới hết kinh 2 ngày. Ừ. Nếu như mà mới hết kinh 2 ngày thì có thể nói rằng là rất là khó có thai. Trừ trường hợp là những cái ngày đấy em mệt mỏi quá, em lo lắng quá rồi là tinh thần nó xáo động lên thì nó cũng có những cái chuyện dụng chứng bất thường. Nhá. Nhưng nói chung là không có thai được. Vậy vấn đề để khẳng định là chuyện có thai thì em theo dõi tiếp chu kỳ kinh nguyệt tới, xem là nó có kinh đến như là bình thường không. Nếu mà chậm kinh thì phải đi khám để phát hiện ngay là mình có thai hay không, để có biện pháp xử lý cho nó kịp thời nhá. Hoặc là để con, hoặc là bỏ hay như thế nào đấy, thì là mình phải có kế hoạch sớm nhá. Thế và cái câu hỏi thứ hai của em là bây giờ muốn tránh thai thì bằng biện pháp nào ạ? Biện pháp tốt nhất là làm sao thuyết phục được anh ấy dùng bao cao su. Thế nếu mà không thể thuyết phục được anh ấy dùng bao cao su thì có lẽ em phải chọn cái biện pháp là dùng thuốc tránh thai hàng ngày, được không? Vâng.
chúc bạn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chị Vũ Minh Phượng. Alo. Vâng, tôi đang nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì? Anh cảm ơn cho em hỏi. Ngày trước em có yêu một người, người ta yêu em. Vâng. Em yêu ra thật sự, nhưng mà trong cái thời gian em đi vào trong biên hoạt làm công ty á. Vâng. Làm công ty lắp ghép cửa á. Vâng. Công ty ra điều em đi đến các tỉnh để em lắp người ta, trong cái thời gian ấy cũng kiểu là game thương, em nói hết lời mỗi cái kiểu là này nọ, nên cô trả lời với em, nhưng mà em muốn nhờ anh, các anh các chị tầm dài cho lý là khuyên em. Cô ta đang ở quê à? Cô đang ở ngoài Hải Phòng á. Bây giờ em đang ở Đông Bình Dương nhỉ. Thế xa nhau đến hơn 1.000 cây số như thế, đâm ra cô ta hay ghen tuông. Thế mỗi lần biểu hiện ghen tuông của cô ta như nào? Gọi điện mà mắng bạn à? Cứ mỗi lần em gọi điện về hoặc là cô nó lại không nghe cô cái máy gì ạ? À, thế là người yêu đi xa thế, mỗi lần gọi điện là phải quý hóa lắm chứ lại còn cúp máy không nghe à? Dạ dạ. Buồn nhỉ. Dạ, anh Tinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ dạ. Ờ, chào em. Dạ, anh chào em. Sao em biết là cô ấy ghen mà không nghe máy? Hay là vì lý do nào đó khác mà mình thì chỉ nghĩ rằng ghen? Được, trong cái thời gian em gọi điện về cô ấy là cái kiểu này nọ á. Sau này cô cúp máy thì trong cái thời gian đó là em nhắn tin, thì cô nhắn tin lại là em anh mà không còn cái gì nữa rồi thì anh mong anh đừng gọi và đừng nhắn tin nữa. Ừ. Sao mình không nghĩ rằng là thực ra không phải là cô ghen mình mà cô ấy đang có chuyện này nọ với người khác, có tình cảm với người khác và thấy rằng là không còn có thể tiếp tục duy trì cái mối tình mà lại xa như thế. Rồi không được người yêu hàng ngày chăm sóc, rồi lại vì xa cách cho nên lại hay chuyện nghi ngờ. Và trong đó thì xung quanh có nhiều người, người ta sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng là chiều chuộng, đúng không? Dạ, dạ. Ừ, tức là mình cứ nghĩ đi nghĩ lại chứ đừng có nghĩ lúc nào cũng vơ những cái khổ của mình. Lúc nào cũng nghĩ rằng chắc là do mình là vân vân để làm cho cô khổ, cô dỗi. Cũng có thể nhiều khi các cô gái cũng có những cái hành động cứ đẩy đưa như thế mà thay vì việc mình cũng đã có một chút đung đưa trao đảo về mặt tình cảm thì lại cứ đổ lỗi cho bên kia là vì tại anh có thủy chung với em đâu. Thế nên là mình cũng không nhất thiết phải bi lụy, yêu nhau, thương nhau, hoàn cảnh xa thì cũng đành phải chấp nhận. Nếu như không thông cảm được thì rất là khó, đúng không? Mình cũng còn phải làm mày ăn chứ đâu có phải có mỗi cái chuyện suốt ngày đi gọi điện làm lành. Tất nhiên rất thông cảm với các cô gái là người yêu xa thì buồn. Thế nhưng mà buồn không có nghĩa rằng cứ phải hành nhau, đúng không? Thỉnh thoảng gọi điện, thỉnh thoảng nhắn tin. Thế rồi nếu có điều kiện, có cơ hội thì ngày lễ, ngày Tết, ngày hè thăm nhau, thế cũng là tốt rồi. Cứ suy nghĩ thật kỹ, nếu cả đôi bên không chấp nhận được, thế rồi là vân vân ấy mà, thì chắc là chẳng tan thì cái mối tình ấy nó cũng cứ cũng giống như là sợi dây mà cứ càng kéo về hai đầu, đến một lúc nào đó nó không chịu đựng được nữa, tự nó đứt ấy mà, đúng không? Ừ, vậy vậy. Trong cái thời gian quá trình em đi làm, em gọi điện về, người ta nói, thì em nói xong không được, là cô nhờ bạn gái gọi điện vào cho em, nói rõ cho em biết là cô ấy không có cái gì với em. Thế mà mình thì lại cứ tự ân hận, mình nghĩ rằng là chắc là khổ thân cô ấy, vân vân. Đấy, cô ấy không, đấy, cô ấy muốn lại nhờ một cô gái khác để nói dừng lại tất cả. Chứ còn một cô gái mà nhõng nhẽo rồi là muốn người yêu để kiểu chiều nịnh một chút thì cái hờn ghen của người ta nó khác hơn, đúng không? Chứ còn một cái mà cắt đứt mọi đường liên lạc rồi lại nhắc mỗi một câu rằng đừng bao giờ gọi, đừng bao giờ liên lạc nữa thì có thể là cái ý của nó đã khác đi mất rồi nha. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào, chào bạn nhé. Dạ, cảm ơn ạ. Alo, Hải Phòng được không ạ? Alo, vâng ạ. Vâng. À, câu hỏi của bạn là gì đấy? Dạ, chị ơi, chị cho em hỏi là em đã lấy vợ được hơn một năm rồi, nhưng mà trong quá trình sinh hoạt ấy thì sau khi sinh em xuất tinh ra thì tinh trùng nó cứ trào ra ngoài. Em hỏi chị là như vậy thì liệu có con không ạ chị? Vâng. Về cái vấn đề của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn giúp bạn ạ. Xin mời chị ạ. Vâng. Chào em. Dạ, em chào chị ạ. Ừ. Em lấy vợ lâu chưa? Dạ, em lấy vợ được hơn một năm rồi ạ. Yeah. Ừ. Vào sau khi xuất tinh ra thì tinh dịch trong âm đạo thì cứ trào ra ngoài chị ạ. Ừ, đúng rồi, đấy là chuyện bình thường mà. Thì nếu mà ví dụ như là sau khi quan hệ mà mình ngồi dậy cái một cái là nó cũng chảy ra ngoài hết ngay. Hoặc là nếu mà mình có nằm ý, thì cũng khi mà mình thay đổi tư thế thì nó cũng trào ra, đấy là chuyện bình thường mà em. Nó vào nó không thấm được thì đi thì nó phải chảy ra ngoài chứ nhá.
Còn cái việc của em ý, thì cái việc mà mình lấy vợ hơn một năm, mình có quan hệ tình dục bình thường mà hiện nay mình chưa có con, thì có thể mình cũng đã phải đi khám rồi đấy. Đi khám để xem là nó cái nguyên nhân chậm có con nó ở chỗ nào. Thế bây giờ thì như thế này nhá. Trước mắt là thứ nhất là về đi khám tổng thể sức khỏe của cả hai vợ chồng, xem là có vấn đề gì không. Thứ hai là phải khám chuyên khoa về sản phụ khoa, kể cả em nữa, em cũng phải đi khám. Em cũng phải làm tinh dịch, làm người ta gọi là làm dịch đồ ấy, để xem là cái số lượng và chất lượng tinh trùng của mình nó có vấn đề gì không. Thế vợ thì cũng phải đi khám để xem là cái hoạt động của các cái cơ quan sinh dục nó có ảnh hưởng gì không. Ví dụ như là vòi trứng nó có thông không, hay là tử cung nó có vấn đề gì không, vân vân. Tất cả những cái yếu tố đấy thì nó cũng sẽ quyết định đến việc là nhanh có thai hay là chậm có thai. Thế và khi quan hệ tình dục thì mình có thể lựa chọn một cái tư thế, hai vợ chồng sẽ đi khám đi để tìm nguyên nhân xem là nó như thế nào, thì ở đấy người ta các bác sẽ tư vấn cho em nó kỹ hơn để mình có thể đạt được cái mong muốn của mình nhé. Thế nhá, chị chào em. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Tiếp theo chương trình là cuộc điện thoại được gọi đến từ Bình Định. Alo. Vâng, xin chào bạn. Em có câu hỏi này muốn hỏi chị. Vâng, câu hỏi của bạn là gì ạ? Em là năm lớp 12 chị. Em có đợi một cô gái. Nên em đã hỏi bạn của em chị, clip của cô gái đó chị. Năm nay là em đã học đại học rồi. Em với cô ấy là chat với nhau, cùng hiểu nhau. Nói tất cả với nhau, nhưng mà giờ em muốn tỏ tình chị, sao em? Bạn và cô đấy quen nhau đã lâu chưa ạ? 4 tháng rồi chị. Từ 4 đến 5 tháng nay rồi. Thế thì hai bạn cũng đã có khoảng thời gian tìm hiểu nhau rồi đúng không? Nhưng mà bạn thì bây giờ không biết là bày tỏ tình cảm như thế nào để cô ấy chấp nhận cái tình cảm của mình đúng không? Vâng, anh Đinh Đoàn sẽ bày cho bạn cách để tỏ tình với cô ấy nhá. Xin mời anh ạ. Chào em. Em nói là em mới chỉ nói rất nhiều điều với cô ấy, gần như hết mọi sự rồi, nhưng đều qua chat thôi đúng không? Gặp nhau bao giờ chưa? Em thấy bạn ấy nhưng mà bạn ấy chưa thấy em. Tức là mới thấy nhau hả? Tức là mình đứng từ xa, chứ còn bản thân bạn cũng chưa biết là mặt mũi mình ra sao. Cũng chưa bao giờ mà nhìn thấy ở trên góc cam hả? Cái cam này thói rồi nha. Thế này này. Một người mà mới chỉ quen, mặc dù là mình nhìn thấy cô đó thấy là dễ thương rồi ngoan rồi xinh, rồi thông qua bà biết rằng cô có nhiều cũng điều đáng yêu, nhưng mà cô thì chưa biết gì về mình nhiều lắm, cho nên là mình phải vạch kế hoạch ra cái giai đoạn đầu chính là tiếp cận và làm thân với nhau ở ngoài đời. Bởi vì khi mà gần gũi rồi ngồi trực tiếp với nhau á, nói nó dễ hơn rất nhiều. Là qua chat đúng không? Qua chat thì có thể là mình tỏ tình, cô cũng có thể nhận lời, hoặc là cô có thể nói rằng là thật ra em cũng chẳng biết anh là người thế nào, thành ra rất là khó cho mình. Thế thì cô ấy có ở gần em không? Cô học nay học cùng trường em luôn. Trời ơi, chắc quá. Thế mà không hẹn nhau. Bây giờ bỏ bớt cái công nghệ thông tin đi, công nghệ thông tin chỉ hỗ trợ mình giai đoạn đầu thôi. Còn lúc này là phải bản thân mình trực tiếp hẹn hò gặp nhau, đi uống nước, đi cà phê, thế rồi là nói chuyện gần gũi trực tiếp. Nếu như mà qua nói chuyện trực tiếp mình thấy cô cũng là một người rất là bạo dạn này, cô cũng khá chủ động này, chính cái điều đó nó hỗ trợ mình để mình bớt run, đỡ ngại hơn khi mà nói lời yêu thương đúng không? Thế rồi khi nào mà biết đâu khi gặp gỡ rồi cô ấy thấy quý mình quá, cô ấy sợ rằng sẽ mất mình, cô lại chủ động nói lời yêu trước mình thì sao, thì mình lại đỡ đi một đoạn đúng không? Thế nhưng mà giả sử có không thế chăng nữa thì mình cũng sẽ dễ nói hơn rất nhiều. Thế và khi gặp gỡ trực tiếp mà thì thông qua việc nhìn vào mắt nhau, rồi là lúc chia tay định dịn rồi ngồi uống nước nhìn nhau âu yếm, rồi thậm chí lời lẽ lúc ấy lại không cần quá nhiều, những cái cử chỉ, những cái động tác sẽ nói cho cô ấy biết cái tình cảm của mình đúng không? Em thường nhớ bạn. Em thường nhớ gì? Thế biết bạn nhớ em.
thế thì mới phải gặp trực tiếp để xem người ta có nhớ không, còn ở trên điện thoại hoặc là trên chat người ta có nói là ôi giời ơi hai ngày nay không gặp nhớ quá, nhưng cái nhớ quá chả biết là nó có thật hay không. Thế nếu như gặp gỡ chơi với nhau ở ngoài đời rồi ấy, thì hôm nay đi chơi rồi xong rồi hai ngày nữa mới gặp lại mà cô ấy cảm thấy là ôi hôm qua không được gặp nhớ quá, thế thì mình mới biết được thật đúng không. Cái gì cũng thế, cứ ngay cả sau này mà xã hội có hiện đại đến đâu, tiên tiến đến đâu thì trong cái chuyện tình yêu không có gì thay thế được bằng cái sự gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp, bởi vì cái đích cuối cùng là chúng ta phải yêu nhau và nếu xa hơn là tiến tới chung sống với nhau cơ mà, đúng không? Ờ, không thể lúc nào cũng viễn thông được mãi, tình yêu viễn thông chỉ hỗ trợ mình lúc ban đầu hoặc là dành cho những bạn trẻ vui vui thôi. Nếu như bây giờ muốn tiếp cận với cô ấy là phải hẹn cô ấy gặp. Hẹn đi, em có thể nói ở trên chat rằng là chúng ta quen nhau rất là lâu mà hiểu biết rất nhiều, đêm nằm nhiều lúc là ao ước đã được gặp nhau, đi chơi với nhau, uống nước với nhau một lần, vân vân. Xong rồi là mình có hẹn hò, mà sau cái buổi ấy thì hạn chế cái tiếp xúc ở trên chat đi, đúng không? Nhá. Ừ, thế còn thì cái lời tỏ tình không khó đâu nếu như mà mọi sự đã được chuẩn bị thật sự là kỹ lưỡng rồi. Vâng, bằng những gợi ý của anh Đinh Đoàn thì hy vọng rằng bạn sẽ bày tỏ tình cảm thành công. Cảm ơn chương trình. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.